Câu chuyện kể về một thanh niên đầu tảo với một bộ não của nhà bác học. Sau khi tất cả mọi người trên thế giới bị hóa đá bởi một làn sóng xanh, hơn 3.700 năm trôi qua và chỉ có một mình Senku là thoát ra được. Cậu đã đếm 2 tỷ con số để giữ đầu óc mình luôn tỉnh táo trong khi bị hóa đá. Khi cậu thức dậy thì cũng là lúc trái đất đã bị làn sóng xanh đó biến về với thời nguyên thủy. Sau đó Senku đã bắt đầu phát hiện ra một loại nước và nó có thể cứu sống mọi người. Và để cho những người nguyên thủy ở đây biết về câu chuyện của Senku đã phải trải qua, cả nhóm đã tạo lên một sân khấu rồi diễn cho bọn họ cách mà nhân loại bị hóa đá, toàn thể sự văn minh đã bị sụp đổ như domino. Để chuẩn bị khám phá phía bên kia đại dương và tìm ra kẻ đã hủy hoại nhân loại, Senku quyết định sẽ tạo ra một con thuyền để khám phá đại dương. Cùng tài năng đa cấp của Gen đã có thể thao túng mọi người giúp sức để thực hiện kế hoạch này. Đầu tiên là họ sẽ phải tạo ra bản thiết kế của con thuyền. Manga và Joe vô cùng tự tin trong cuộc thi này. Manga nghĩ rằng mình sẽ đứng top trong cuộc thi vì là người của làng sông nước và được tiếp xúc với thuyền từ khi còn nhỏ. John thì lại cho rằng tại sao lại tổ chức cuộc thi này vì chắc chắn người chiến thắng sẽ là Senku. Joe tự tin ngồi vào ghế và báo mình sẽ là người thuyết trình về bản thiết kế của mình vì vốn dĩ nó đã hoàn thành trong đầu từ lâu. Bước tới nghĩ rằng bản thiết kế của người nguyên thủy chắc hẳn sẽ rất buồn cười, thế nhưng ngay sau đó lại phải trợn tròn mắt mũi với bản thiết kế thuyền hai đáy của Manga. Nhanh chóng bỏ đi vì sự quê của mình, thế nhưng Suika đã phát hiện ra chiếc bè gỗ của Joe khiến cho anh càng quê hơn. Senku thấy bức thiết kế của Manga dường như đã phát hiện ra điều gì đó đặc biệt, dường như cánh buồm trong bản thiết kế này được làm từ rơm và nó có thể giúp họ di chuyển trên biển một cách dễ dàng trong mọi hoàn cảnh xấu. Sau đó Senku đã mang ra bản thiết kế của mình khiến cho tất cả đều ngạc nhiên. Chrome và thợ thủ công thì lại lo rằng không có đủ thời gian để làm hoàn thành con thuyền rắc rối kia với 100 nhân lực. Thế nhưng dường như mọi rắc rối đã được Senku giải quyết từ trước đó. Họ sẽ có thêm sự trợ giúp từ những thanh niên cường tráng mà Tsukasa đã cật lực đánh thức hồi trước. Hoạt động đã bắt đầu. Việc tiếp theo họ cần làm chính là phải tìm một thủy thủ. Senku đã tìm tới cô ký giả tóc vàng. Do là người nắm rõ nhiều thông tin nhất nên Senku đã quyết định sẽ nhờ cô ta tìm giúp mình một thuyền trưởng. Người sẽ giúp họ đưa cả nhóm sang tận phía bên kia trái đất trong thời đồ đá này. Nói rồi bọn họ đã chèo thuyền tới một hòn đảo. Trên đường đi, Nikki thắc mắc rằng tại sao thuyền trưởng ở thời hiện đại đó lại biết lái thuyền buồm. Ký giả cũng đang cảm thấy hơi khó khăn khi tìm được một người biết lái nó. Thế nhưng chợt trong đầu lại hiện ra hình ảnh một người. Khi lên đảo, nhiệm vụ của cả nhóm sẽ là khai quật các tượng đá mà cô ký giả chỉ. Sau khi đã đủ, cô ký giả định là sẽ chọn người đẹp trai và trông có kinh nghiệm một chút. Nhưng khi nhìn thấy Shisui thì lại giật mình. Điều này khiến cho Senku càng thêm hứng thú mà tra hỏi thông tin về hắn. Gia tộc là Nanami này là nhà vua của ngành vận tải biển. Tổng tài sản của họ lên tới 200.000 tỷ yên tương đương 879.000 tỷ tiền Việt Nam. Và quý tử của họ có tính hưởng lạc thái quá của gia tộc chính là Ryusui. Từ bé cậu ấy đã sở hữu cả đống thuyền mô hình trong chai. Đó là bộ sưu tập đáng giá cả trăm triệu được mua bởi tiền tiêu vặt của Ryusui. Vì chán mô hình nên sau đó đã tự mua thuyền về để lái. Trong lúc các học sinh cấp 2 khác vẫn đang mải mê chơi liên minh huyền thoại và đột kích thì Ryusui đã là thuyền trưởng cử cựu. Nghe tới đây Senku đã không thể chờ lâu hơn, cậu đã đổ hết nước hồi sinh lên người Ryusui. Khi đá vỡ ra, Ryusui cười lớn và nói mình đã trở lại với bộ óc nhanh nhạy của mình. Ryusui nhận ra ngay là nhân loại đã bị diệt vong, sau đó anh được đưa tới chỗ con thuyền đang được thi công. Gen đã ra mặt và chê một thuyền trưởng đã quen với những con thuyền xịn thì với những thứ thủ công như này chắc hẳn sẽ không phù hợp với Ryusui để chứng minh khả năng của mình. Ryusui đã đọc ra nhiệt độ của không khí, Senku dùng nhiệt kế đo thử thì đúng là như vậy. Tiếp đó, Ryusui nói nhiệt độ đã tăng lên 90% và có gió thổi từ hướng Tây Nam. Một đám mây vũ tích đang tiến đến với tốc độ 60 km/h. Với những thứ đó, Ryusui đã kết luận ra là sắp có một cơn bão mùa xuân ập tới. Quả đúng thật là như vậy. Trời đã mưa to do cơn bão đi qua. Ryusui lúc này đã để ý tới những khúc gỗ mà họ dùng để làm thuyền. Anh sợ rằng nó sẽ không đủ tốt để giúp họ tới được bên kia đại dương. Thế nhưng Senku đã tính trước được việc này và cậu định sẽ lắp động cơ vào chiếc thuyền để họ tăng được tốc độ di chuyển. Với sự tinh tế đó, Ryusui nghĩ rằng Senku sẽ có một chức rất cao ở tập đoàn Nanami và việc quan trọng để chạy được thứ động cơ đó là họ phải dùng tới một loại chất lỏng được gọi là dầu khí, hay còn gọi là vàng đen ở thế giới hiện đại. Gen vô cùng ngạc nhiên vì không biết họ sẽ khai thác cái đống đó ở đâu được. Mọi vùng đất tiềm năng có dầu đen đã được Senku đánh dấu. Sáng hôm sau, Chrome, Kohaku, Ukio, bộ ba thám hiểm đã được cử đi để tìm dầu đen. Lúc này Ryusui nói rằng nếu có dầu đen, anh ta sẽ dùng các kỹ năng hàng hải của mình để giúp nhóm Senku, thế nhưng để đổi lại những nguy hiểm đó thì Ryusui muốn mình sẽ là người sở hữu mỏ dầu mà nhóm tìm ra và nó sẽ là một phần thưởng dành cho thuyền trưởng. Gen lúc này lại lo lắng rằng nếu như đống dầu đó bị Ryusui lấy hết thì họ sẽ không còn cái để dùng. Đương nhiên là mọi chuyện đều được đánh đổi với cái giá của nó. Ryusui quyết định sẽ bán lại đống đó cho họ bằng tiền. Từ đó, những đồng tiền đầu tiên đã được ra đời. Ngay sau đó, Ryusui đã có một cuộc sống của đại gia trong thời kỳ đồ đá.
Điều này khiến cho nhóm Joe vô cùng ghen tị. Joe tiếp cận mời Ryu Sui làm đồng đội của mình, thế nhưng anh không quan tâm và cho Joe một tờ tiền. 100 Drago này có thể mua được 1 ml dầu. Joe nghĩ rằng mình chả cần dầu để làm gì khi không có phương tiện giao thông như ở thế giới hiện đại. Ngay sau, Ryu Sui chỉ ra khu chợ mà nhóm Sui Ka bán. Từ giờ mọi thứ đều sẽ được đổi bằng tiền, và thế là những tờ giấy này thực sự đã trở thành tiền. Senku cũng giải thích rằng tiền cũng là một sáng tạo của khoa học và nó sẽ thúc đẩy con người làm việc. Ngay sau đó, Ryu Sui đi tới cho Nikki một tập tiền và nói mình muốn sức mạnh này. Thế nhưng cô ấy lại cho rằng mình không cần đống tiền giả này vì khi chưa tìm thấy dầu thì nó sẽ không có tác dụng gì. Ryu Sui lại nghĩ khác vì anh chắc chắn rằng nhóm Senku sẽ sớm tìm thấy được dầu. Điều này sẽ khiến những đồng tiền của Ryu Sui trở thành thật và mua được mọi thứ. Đằng này, nhóm Kohaku đã phát hiện ra một thứ gì đó. Bọn họ chạy tới đó và phát hiện ra một thác nước khổng lồ. Nó hoàn toàn khác so với bản đồ mà Senku đã cung cấp trước đó. Bọn họ gọi điện về thông báo cho Senku. Hóa ra bản đồ của Senku không hề sai mà là do địa hình đã thay đổi. Núi Phú Sĩ phun trào khiến cho địa hình thay đổi. Trong 3.700 năm họ hóa đá, ít nhất cũng có tới 4 hoặc 5 lần nó phun trào. Nhiều thì khoảng 10 lần. Và giờ đây bản đồ của thời hiện đại là hoàn toàn vô dụng. Việc mù quáng cố gắng tìm dầu là hoàn toàn vô dụng và việc bây giờ họ cần làm là phải tạo ra một bản đồ mới. Vô tình Sui Ka nhìn thấy những con chim và nảy ra một ý tưởng. Nếu như họ có thể bay thì rất dễ để tìm dầu vì từ trên cao như vậy thì chắc chắn biết được thứ gì đã xảy ra dưới mặt đất, như vớ được vàng. Senku bắt đầu tạo ra một thứ có thể bay và việc đầu tiên cần là thu thập đống dầu gai này. Thế nhưng rắc rối là ở chỗ mọi người đã bận đóng tàu nên không còn ai rảnh để làm việc này. Senku nảy ra một ý nghĩ nham hiểm. Bọn họ sẽ dùng toàn bộ số tiền mà nhóm kia thu thập được để ép họ làm việc, vì nó có liên kết đến dầu. Ngay sau đó, Gen tới chỗ Joe và thông báo về việc không tìm được dầu và số tiền đó sẽ trở nên vô dụng với số nhân lực này. Nhóm Senku đã thu thập được kha khá dầu gai, và tâm lý thao túng giá tiền cũng đã được sinh ra. Điều này cũng khiến Ryu Sui càng thêm thán phục Senku với mưu mẹo của cậu. Một núi dầu gai đã được thu thập, việc tiếp theo họ phải làm chính là tạo ra khinh khí cầu. Đây sẽ là một quá trình dài để tiến tới bầu trời. Tưởng rằng bản thiết kế sẽ rất lằng nhằng thế nhưng nó lại vô cùng đơn giản. Chỉ gồm có sợi gai và vải là đã có thể lắp ráp khinh khí cầu. Nó còn nhanh gấp vạn lần so với việc tạo ra một chiếc xe ô tô. Từ thời nguyên thủy họ cũng đã tạo ra khinh khí cầu bằng những thứ trên. Trước mắt là họ cần rất nhiều vải và điều này sẽ phải nhờ tới đội thủ công của Uzuriha lo liệu. Và thế là mọi thứ được bắt đầu. Họ phải nghiền vụn những sợi gai. Manga thì chẳng thể hiểu nổi là họ làm cách nào có thể bay lên trời bởi cái loại cỏ này. Joe ở bên cạnh cười nhẹ và bảo không phải dùng nó bay lên mà là dùng để làm ra sợi. Và thế là họ lại pem nhau. Uzuriha thấy họ không hiểu liền giải thích. Bọn họ sẽ dùng những sợi gai dầu đã được làm tơi buộc vào con quay. Sau đó chỉ việc xoay nó và sợi dây đã được tạo ra. Điều này càng khiến Manga khó hiểu hơn vì sao sợi dây lại bay lên trời được. Uzuriha tiếp tục giải thích là họ sẽ dùng những sợi đó để đan xen vào với nhau. Sau khi hoàn thành là họ sẽ thu được sản phẩm là vải. Nếu như làm thủ công như vậy thì rất lâu nữa mới đủ nguyên liệu. Uzuriha đã nghĩ tới việc nhờ Senku giúp tạo ra một chiếc máy dệt. Cô chỉ tới một chiếc máy đơn giản và gọn nhẹ. Thế nhưng mà thứ Senku làm ra lại vô cùng đẳng cấp. Một chiếc máy dệt với quy mô khủng. Điều này khiến cho Uzuriha ngã khụy. Senku nghĩ nó chưa đủ đẳng cấp nên bảo mình không có thời gian nên chỉ làm được tới vậy. Sau đó, với chiếc máy này, cô đã có thể tạo ra vải bằng một cách vô cùng dễ dàng. Mọi người cũng cố gắng làm nhiệm vụ của mình thật tốt và dẫn đến kiệt sức. Lúc này đã đến thời điểm Gen thể hiện sự đa cấp của mình. Anh chỉ nói vài câu gì đó thôi thì đã có thể thao túng được đám người trong hang về làm việc cùng mình. Hóa ra Gen đã hứa sẽ cho họ đống tiền này nếu như họ làm xong việc. Để giải quyết vấn đề tiền nong thì họ sẽ tạo ra một trung tâm thương mại. Việc này lại phải cần tới khả năng đan dệt của Uzuriha. Tối đến, tại sân khấu đã tổ chức một buổi biểu diễn thời trang. Mọi đồ được bán với giá cao ngất ngưởng. Tất cả mọi thứ đều được làm từ vải và tất cả mọi người đều vô cùng thích thú với các bộ trang phục này. Khu trung tâm thương mại đã được sinh ra và các khách hàng tiềm năng cũng dần tăng lên. Điều này vô tình lại làm giàu cho Senku và Gen. Việc tiếp theo để tạo lên một khinh khí cầu là họ cần phải khâu những tấm vải lại với nhau. Sau khi hoàn thành khinh khí cầu, việc tiếp theo của họ sẽ là thành viên được lên đó. Do là số lượng có hạn và phải cần người có kinh nghiệm, để mà thuê được Ryu Sui thì là vô cùng đắt giá. Thế nên Gen đã nảy ra một ý tưởng rồi tụ tập mọi người lại. Bọn họ sẽ tổ chức bốc thăm lên tàu. Tới lượt của Ryu Sui thì Gen đã cố tình để một lá tiến lên. Thế nhưng khi anh ấy rút ra thì lá bài đó lại không phải là trúng thưởng. Điều này hoàn toàn đánh trúng tâm lý của Ryu Sui. Sau đó Gen cố tình bốc trúng tấm thẻ Joker. Đã thế còn liền tỏ ra không muốn đi và Ryu Sui đã đề nghị đổi nó. Và kế hoạch của Gen đã thành công. Vừa không mất tiền thuê mà còn đổi lại được tiền để bán tấm vé đó. Quả thật là một nhà tâm lý học tài ba. Giờ đây chỉ còn một vé. Nó sẽ phụ thuộc vào may mắn của mọi người. Chrome đột nhiên xuất hiện gào thét. Anh cũng rất muốn được bay lên đã tới đây để tham gia bốc vé. Với sự may mắn,
Chrome đã bốc trúng lá bài Joker. Sáng sớm, bọn họ đã bắt đầu thử nghiệm bay lên. Mọi người bên dưới vô cùng ngạc nhiên với sự kỳ diệu này. Ở bên trên, ba người đã đón bình minh sớm hơn mọi người 7 phút. Chrome vô cùng cảm động với những thứ mình đã thấy. Sau khi đi được một đoạn, họ đã bắt gặp một bầy chim nhìn vô cùng chiêu thế, nhưng nó lại mang theo nhiều rắc rối. Vì khinh khí cầu họ đang bay được làm từ vải nên chim rất có thể sẽ làm rách nó. Điểm đến tiếp theo của họ sẽ là làng Ishigami. Chrome hoảng hốt vì khi họ đi bộ sẽ phải mất 2 ngày, nhưng với khinh khí cầu này họ sẽ tới đó chỉ với 2 tiếng. Khi Senku đang định hướng gió bằng một con búp bê thì chợt phát hiện ra một điều gì đó. Có vẻ như họ đang chuẩn bị phải đối diện với thần bầu trời là Mây Tích Vũ. Sau khi tiến vào bên trong, gió vô cùng mạnh. Đã thế, lúc này bên trên đỉnh đã bị thủng một lỗ. Nó là thứ mà bầy chim đã gây ra trước đó mà họ không để ý tới. Khoảnh khắc này vô cùng nguy hiểm. Chrome chợt nảy ra một ý tưởng. Nó khiến hai người kia ngạc nhiên với ý tưởng đó. Nghĩ nó điên rồ thế nhưng lại ngược lại. Senku công nhận nó và họ sẽ bay lên cao thay vì tìm cách hạ xuống. Ném một nọ dung dịch vào khiến cho nhiệt độ tăng cao và bay lên trên. Ryu sùi ném chiếc mũ của mình để định hướng lối thoát khí. Ngay khi phát hiện được nó, họ đã cho hết nguyên liệu vào và thành công thoát khỏi đám mây tích điện. Ở làng Ishigami, Kohaku đã nhìn loáng thoáng trên trời và thấy được khinh khí cầu của nhóm Senku. Gen cũng đã nhận được thông báo rằng nhóm Senku đã tới làng. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhóm Senku đến làng Ishigami với tốc độ nhanh như vậy. Quay về đây, Ryu sùi cùng Chrome đã vỗ tay và công nhận nhau. Senku thì rơi ra ngoài lúc nào không hay, phải đến khi nhắc hai người kia mới nhận ra. Việc tiếp theo của họ cần phải làm chính là đi tìm dầu đen. Sau đó Kohaku đã tới và dẫn Ryu sùi đi tham quan ngôi làng, giới thiệu cho anh chiếc kho của Vương quốc khoa học. Bên ngoài, Chrome đang bận sửa chỗ rách của chiếc khinh khí cầu. Tối đến, cả nhóm được dân làng mời ăn. Chrome cuống cuồng với những món ăn ngon thế nhưng ngược lại Ryu sùi lại vô cùng thất vọng. Bữa ăn của bọn họ rất nhiều món thế nhưng tất cả lại làm bằng cá. Dân làng cũng kể chuyện từ khi kết thúc chiến tranh thì họ cũng chỉ toàn ăn cá. Ryu sùi vô cùng hoảng hốt khi nghe tin sẽ phải ăn món cá này tầm 2 năm nữa cho tới khi tìm được dầu thô. Chính vì thế mà hôm sau Ryu sùi đã cùng mọi người đi tìm nguồn thức ăn mới. Kohaku thì vô cùng thích thú với chiếc bong bóng biết bay này. Chrome lần này lại không được đi cùng vì phải nhường chỗ cho Kohaku, người có đôi mắt tinh tường, để tìm dầu dễ hơn. Senku quyết định sẽ làm lại một chiếc bản đồ mới. Kohaku đã nhìn thấy một thứ gì đó. Không phải thức ăn mà đó chính là một khu rừng tuyết tùng. Loại gỗ đó là vua của vật liệu xây dựng. Bọn họ sẽ đánh dấu những khu vực được cho là kho báu giống như bản đồ trong game. Đi thêm đoạn nữa thì Ryu sùi phát hiện có thứ gì đó chuyển động. Ukyo với thính lực nhạy bén đã phát hiện ra chuyển động của nó. Hóa ra chính là một con dê già. Chắc hẳn nó đã bị bỏ lại và khu vực này chắc chắn còn rất nhiều. Và thế là họ đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, chính là tìm ra nguồn lương thực mới. Một chiếc bản đồ cũng đang dần được hoàn thành, để đổi lại một ngày mệt nhọc. Ryu sùi đã được ăn thịt một cách thỏa thích. Những người dân ở đây thì lại vô cùng cảm động vì rất lâu rồi mọi người mới được ăn một món ngon như thế này. Hồi trước dân làng do là thiếu lương thực nên đã rất nhiều người phải bỏ mạng. Ngày hôm sau, Kohaku cũng kể với Ryu sùi về ngôi làng này. Mỗi lần họ săn thú thất thủ thì sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng vì đói. Chính vì thế mà Senku đã quyết định sẽ phát triển nền nông nghiệp trước khi tìm dầu. Vì lòng thương người mà Ryu sùi cũng quyết định sẽ cố gắng cùng Senku tìm ra hạt giống. Tưởng vậy nhưng không phải vậy. Hóa ra ông Ryu sùi này cũng chỉ là làm vì tiền. Điều này khiến cho Kohaku không biết ông thần này là tốt hay xấu luôn. Sau một hồi, với thị lực của Kohaku, bọn họ đã tìm thấy một cánh rừng lúa mì. Từ giờ thì đã có thể tự tay làm ra được lương thực chứ không cần phụ thuộc vào thú vật nữa. Không có liềm nên Kohaku đã dùng kiếm để gặt. Sau đó mang về tách hạt, Ryu sùi lúc này đã nghĩ tới những món bánh mì hảo hạn từ nước Ý. Thế nhưng việc trước mắt của bọn họ chính là phải gieo trồng và nhân giống chúng. Khu đất có đầy đủ các yếu tố thích hợp chính là đồng bằng Kanto. Nhiệm vụ này sẽ giao lại cho đội khỉ đột Taiju lo liệu. Ở chỗ Gen, mọi người đang ngồi trò chuyện về việc tại sao Senku không hồi sinh nhiều người hơn. Hóa ra cậu ấy không làm vậy là vì nguồn lương thực không đủ. Nếu như hồi sinh nhiều người hơn thì khả năng chết đói của họ cũng tăng cao. Ngay lúc này, Kohaku đã tới và thông báo về việc đã tìm ra nguồn lương thực. Ngay sau đó Taiju đã bắt tay làm một cách cật lực. Tuy vậy nhưng bên cạnh đó cũng có vô số người lười làm vì trời quá nắng. Vì vậy mà Gen đã bắt đầu sử dụng kỹ năng đa cấp của mình. Anh đã sử dụng chiếc nón của Yuzuriha và nói đây chính là vương miện dành cho người làm được nhiều lúa mì nhất. Và chỉ với chiếc nón đó mà Gen đã khiến cho tất cả mọi người lao đầu vào làm như điên như rồ. Đêm đến tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, duy chỉ có Taiju là vẫn cật lực làm việc. Hóa ra cậu cố gắng làm như vậy để thật nhanh có lương thực và giúp mọi người được hồi sinh. Cậu không muốn mọi người phải mất cha mẹ giống mình. Ngày hôm sau, khu ruộng đều đã mọc lên tùm, thế nhưng bên phía Manga và Jo thì chỉ mọc có mấy cọng. Không hiểu tại sao nó lại như vậy. Hóa ra là do bột vỏ sò. Bằng cách rắc nó lên đất thì họ sẽ có thể tăng hàm lượng dưỡng chất cho nó và điều hòa lại độ chua của đất. Sử dụng giấy quỳ tím để đo là sẽ thấy rõ nhất việc này.
Rất nhanh chóng tất cả đã nhân lên được rất nhiều dụng, chiếc nón cũng thuộc về Taiju vì là người chăm chỉ nhất. Ryu Sui cùng Senku bay tới, anh nói rằng mình sẽ mua hết đống này về cho dân làng ăn, tạm thời vấn đề lương thực của họ đã được giải quyết. Hôm sau họ quyết định làm thử bánh, Ryu Sui kêu gào muốn một đầu bếp chuyên nghiệp thế nhưng Chrome lại thấy như vậy là quá ngon rồi. Ryu Sui quyết định sẽ hồi sinh một đầu bếp thế nhưng nước hồi sinh phải tầm 2 tháng nữa mới có thêm, anh chợt nhận ra một điều gì đó. Dường như sẽ có một kẻ vẫn còn giữ một bình nước làm của riêng và bây giờ sẽ nhờ Gen tới đó, gọi điện hỏi cô phóng viên để hỏi về vấn đề này. Hóa ra cô ta là người nắm giữ thứ nước đó và quyết định ai là người được hồi sinh, chắc hẳn sẽ phải giữ làm của riêng cho mình một ít. Gen đã nói thì thầm vào tai cô ta một thứ gì đó. Sau đó liền lấy ra lọ nước cuối cùng trong người, tiếp đến bọn họ liền chèo thuyền đi tới hòn đảo kia. Bọn họ định sẽ hồi sinh quản gia của Ryu Sui, người này vô cùng chu đáo, không chỉ đồ ăn mà cô ấy còn có thể quản được cả quá trình phục vụ. Cho dù ở thế giới đồ đá này không có đủ nguyên liệu nhưng Ryu Sui tin rằng cô ấy sẽ có thể chế biến ra nhiều món ngon. Sau khi đổ nước hồi sinh vào thì lớp đá đã được tách ra. Ngay sau đó liền với lấy mặc bộ quần áo chỉ trong một giây, sau đó liền hỏi vị trí của Ryu Sui. Sau khi biết tình hình liền chào tạm biệt và rời đi, Gen phải chạy theo để chỉ đường. Ở đây Ryu Sui đang khen ngợi quản gia của mình. Cô ấy là một người được săn đón nhiều nhất trên thế giới. Vừa nói xong thì cô ấy đã tới. Sau 2 ngày đi bộ liên tục không nghỉ khiến cho Gen gục ngã. Cô Haku nghĩ rằng họ nên giải thích cho quản gia hiểu tình hình hiện tại. Thế nhưng Ryu Sui lại kêu rằng chắc hẳn cô ấy sẽ tự hiểu trong thời gian tới đây. Sau đó liền đưa ra đĩa bánh mì địa ngục cho quản gia thử. Vì sự dở tệ đó nên cô ấy đã mặc vào chiếc tạp dề và chuẩn bị làm ra món bánh hảo hạn. Thế nhưng điều quan trọng là họ phải bảo quản món thức ăn đó trong 10 tháng. Điều này sẽ đủ để họ duy trì trong quá trình di chuyển trên biển. Với những tiêu chí đó, quản gia quyết định sẽ làm món bánh mì Stolen làm từ sữa dê, là loại bánh mì ngọt có thể trữ dài ngày. Thường ăn vào ngày Giáng sinh, sau đó họ liền đi bắt những chú dê cái để vắt sữa. Họ đã làm ra được bơ, và để làm đầy nhân bên trong bánh mì thì cần phải có thứ quả mọng này. Nó sẽ dùng để ngâm trong rượu, miễn là không ngâm bằng nước thì đống quả này sẽ không bị hỏng và để được lâu hơn. Tiếp đến là quá trình nặn bánh. Bước cuối chính là nướng chúng lên bằng những chiếc lò. Chrome ở bên trên cũng ngửi thấy mùi thơm mà từ thuở nhỏ chưa từng được ngửi. Senku sau đó đã tiêm một lượng chất lỏng gì đó, điều này khiến cho nhiệt độ trong lò tăng nhanh. Quản gia sau khi thấy được tài năng từ Senku thì đã bảo khi tập đoàn được phục hồi, cô ấy rất muốn cậu về làm cho họ. Sau cùng món đồ ăn đã ra lò. Mọi người dường như rất xúc động khi ăn món ăn này, đặc biệt là Chrome. Cậu ấy ăn món này xong cứ như thằng rồ. Sau đó quản gia đã bắt đầu dạy cho mọi người cách làm bánh. Đầu tiên là phải cho nước và muối vào, nhào nó lên sau đó cho bột nghỉ, nặn tròn rồi lại cho nó nghỉ. Bước cuối là cho vào lò với nhiệt độ 2 hoặc 300 độ C là họ sẽ có món bánh mì tuyệt phẩm vừa ăn. Đằng này cô phóng viên đang đòi thứ mà Gen đã hứa trước đó. Việc này cần rất nhiều vật liệu và phải nhờ tới thợ cơ khí. Taiju kêu rằng mình sẽ cõng ông ta tới nhanh nhất có thể. Thế nhưng, ông ấy bảo cảm ơn rồi nói đừng coi thường kỹ năng của mình. Ngay sau đó, ở đằng xa xuất hiện một chiếc xe khỉ đột. Nó lao tới với tốc độ cực nhanh. Hóa ra ông ấy đã cải thiện nó và có thể leo dốc một cách dễ dàng. Sau đó liền bước xuống với một phong thái cực ngầu. Tiếp đến Senku cần phải chế tạo ra nguyên liệu cần thiết, đổ một chút natri hydroxide, kèm theo với đó là bạc và ammoniac. Khi pha xong hỗn hợp thì sẽ nhúng miếng thủy tinh này vào, cho thêm đường là gia vị được lấy từ nho sấy. Và thế là đã hoàn thành, sản phẩm là một tấm gương. Điều này khiến cho Chrome vô cùng ngạc nhiên không biết đây là cái chó gì. Thế nhưng tấm gương này không phải là thứ mà cô phóng viên muốn. Senku nói đó chỉ là một công cụ thôi vì thứ mà họ tạo ra chính là máy ảnh. Chiếc máy ảnh đầu tiên đã được ra đời, cô ấy vô cùng xúc động và nhớ về những ký ức trước kia. Từ khi còn nhỏ cô ấy đã luôn ăn ngủ với chiếc máy ảnh, nó là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Chiếc máy ảnh đó đã biến mất sau khi làn sóng hóa đá tới. Và từ giờ, cô ấy đã có thể chụp lại những khoảnh khắc khởi nguyên của nhân loại. Thế nhưng ngay sau đó Senku đã đẩy ra một xe chứa đầy những chiếc máy ảnh, điều này khiến cho cô phóng viên trở thành một kẻ ngốc. Và giờ đây với số máy ảnh này, họ hoàn toàn có thể chụp lại hình ảnh trên không và làm ra một chiếc bản đồ với quy mô lớn. Cô thư ký muốn chụp một cái gì đó để làm bức ảnh khởi nguyên của thời kỳ này. Ryu Sui thì muốn là mình sẽ là người đại diện, nhưng ngay sau đó tất cả lại đổi mục tiêu. Người đó không ai khác chính là Senku. Nó sẽ được trưng bày ở bảo tàng Nanami về chủ đề lịch sử thế giới. Ngay sau đó quản gia đã chuẩn bị cho cậu ấy một đống trang phục để tạo kiểu. Thế nhưng hoàn toàn không phải là thứ mà cậu ấy muốn. Sau đó cô quản gia liền nói ra ý tưởng là chụp giống với người vĩ đại nhất ở thời hiện đại. Trong lúc hai người Ryu Sui đang bay trên trời để làm bản đồ thì ở dưới Chrome đang thử chế tạo các những ảnh theo công thức Senku đã chỉ. Và bức ảnh này mang một tư thế mà chỉ mọi người ở thế giới hiện đại mới biết. Với chiếc máy ảnh, bọn họ nhanh chóng tạo ra được những tấm bản đồ. Gen và Kohaku sẽ ngồi bên dưới và tìm xem chỗ nào có dầu. Nhóm Chrome và Ukyo sẽ đi thám thính những chỗ được báo từ phía hai người Kohaku. Vài ngày sau, bọn họ vẫn miệt mài tìm dầu một cách kịch liệt.
Với những bức ảnh đó, dân làng cũng có thể tìm các thực phẩm trong rừng một cách dễ dàng. Nhóm Taiju ở đây cũng đã thu hoạch được lúa mì sau 6 tháng phát triển. Sau một thời gian ăn những món ăn tầm thường, giờ đây Ryu Sui quyết định sẽ nhờ quản gia tạo ra một nhà hàng đẳng cấp, nơi mà có những cao lương mỹ vị như gan ngỗng, trứng cá muối, nấm cục vân vân và mây mây. Tưởng chừng là điều không thể, thế nhưng quản gia lại bảo mình sẽ chuẩn bị thực đơn đó. Cô là chuyên gia và biết rất rõ về động thực vật trong rừng trong lúc đi tới đây. Nghe tới chuyên gia thực vật, Suika từ đâu đã chui ra cùng chú chó của mình. Với góc nhìn của Suika, bé đã dễ dàng nhận ra những cái châm đen này là lợn rừng, ngay sau đó liền tới đó và đặt bẫy. Rất nhanh chóng họ đã bắt được một đàn, và thế là từ đây đã có thêm cả thịt lợn. Thế nhưng còn món nấm siêu đắt kia thì vẫn chưa tìm ra. Quản gia cho biết rằng loại nấm đó thường mọc một cách tự nhiên trong rừng, kể cả ở Nhật. Điều này thật khó tin vì nó là loại siêu đắt. Nghe vậy, cô Haku nghĩ rằng với đôi mắt của mình sẽ sớm tìm được thứ nấm đó qua bản đồ. Sau một hồi, cô Haku đã bảo mình đã tìm thấy một thứ gì đó như một vũng màu đen. Senku lại xem thử, hóa ra đó chính là vàng đen, thứ mà họ đang tìm kiếm bấy lâu nay. Tất cả liền chạy đi tìm nó. Với chiến thuật biển người, bọn họ đã bắt đầu truy tìm. Ở nhà, quản gia và Suika đang dắt một bé lợn rừng đi tìm nấm. Loại lợn này có thể đánh hơi được loại nấm kia. Tuy nhiên người ta không hay dùng lợn để tìm vì nó sẽ ăn ngay khi tìm thấy. Suika lúc này đã hóa thân thành thám tử và giao nhiệm vụ đánh hơi cho chắc. Rất nhanh sau đó họ đã tìm được loại nấm đen đắt giá kia. Ngược lại, nhóm Senku dù đi bở hơi tay nhưng cũng không tìm thấy được vũng vàng đen kia. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất của họ vì nếu như tuyết rơi, nó sẽ làm che phủ và vàng đen sẽ càng trở nên khó tìm. Lúc này Senku đã bắt đầu sử dụng đến bộ não của mình. Sau đó cậu kể ra câu chuyện từ thời xa xưa. Người dân đã tìm thấy lợn rừng hay tắm trong bùn. Thế nhưng thật tình cờ là họ lại phát hiện ra một con lợn tỏa ra mùi hôi của dầu. Ở đằng này, quản gia đang chuẩn bị cho con lợn lên gặp ông bà tổ tiên. Thế nhưng cô ấy lại phát hiện trên người con lợn này phát ra mùi dầu. Ngay sau đó nhóm Senku tới kêu đừng làm thịt nó. Khi được thả ra, Suika đã nhờ con lợn đi tìm giúp mình vũng dầu mà nó tắm. Cả nhóm chạy theo và đích đến chính là vũng dầu mà họ cần tìm. Senku lấy thử một ít rồi dùng diêm đốt. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy nước có thể cháy. Và thế là mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ tìm dầu. Suika lúc này chỉ lo lắng cho chú lợn vì sắp bị quản gia thịt. Senku thấy vậy liền hỏi cô ấy và chính thức chú lợn đã được tha. Ngay sau đó Senku đã chế tạo một chiếc thuyền với công suất nhỏ để thử dầu. Gen đang tính đổ xăng vào bình thì Taiju đi tới. Cậu ấy vẫn tưởng rằng cái thứ nước đó chính là thảo dược tình yêu vì hồi trước. Senku đã kêu rằng đây là tình dược có thể hấp dẫn người khác giới. Nếu ai uống vào thì sẽ thành công dẫn dụ được cờ rút của mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời nói dối dành cho kẻ ngốc của Senku mà thôi. Khi chuyến tàu bắt đầu, Ukyo cũng chạy theo và thành công lên thuyền. Cả nhóm đã tiến ra biển với chiếc tàu cỡ nhỏ này. Sau khi đi ra xa, họ hoàn toàn không còn nhìn thấy đất liền nữa vì trái đất này chiếm tới 70% là nước. Chrome thắc mắc là nếu không nhìn thấy bờ thì họ sẽ về kiểu gì. Ryu Sui lấy ra cái thước lục phân. Đây là thứ được cho là có độ chính xác thấp nhất. Chính vì thế mà Senku quyết định sẽ tự mình tạo ra GPS. Ba cha kia nghe thấy thì há hốc mồm, duy chỉ có Chrome là không biết gì. Senku liền giải thích nó là thiết bị xác định vị trí bằng sóng vệ tinh nhân tạo. Nó thường dùng trong điện thoại và ô tô hiện nay. Tuy không có vệ tinh, họ có thể dùng sóng điện cực mạnh từ ngọn hải đăng trên đất liền để thay thế nó. Một chiếc tháp được tạo ra trên ngọn núi. Suika bắt đầu bật công tắc và thế là sóng từ đã được tạo ra bao phủ toàn trái đất. Tiếp theo họ phải xoay hướng anten về đất liền và thế là họ đã có thể liên lạc với khoảng cách cực xa. Lúc này Jinro đã bảo nhân cơ hội dù gì hay thổ lộ tình cảm của mình dành cho Chrome. Dù gì đỏ mặt cầm chiếc mic, cô ấy chuẩn bị nói thì đột nhiên mất sóng. Thế nhưng Ukyo chợt bảo rằng đây không phải là tạp âm, bọn họ đang nhận được một tín hiệu cực mạnh. Thế nhưng nó đã bị bão hòa nên không thể biết được là từ hướng nào. Đây hoàn toàn không phải hiện tượng tự nhiên vì nó được truyền đi với tần số giống hệt bọn họ. Gen sau đó đã phát hiện đây là mã Morse. Với kiến thức của mình thì Gen đã dịch ra được là từ why trong tiếng Anh và tiếng Việt là tại sao. Thế là sự hiện diện của tên đã hóa đá toàn thể nhân loại chính thức được xác nhận. Về tới đất liền, mọi người đều thắc mắc rằng tại sao hắn ta lại để lại mật mã là why. Cô Haku bảo mọi người cứ làm tốt việc của mình đi vì chuyện đó cứ để cho ngũ chi tướng, năm vị tướng trí tuệ của vương quốc khoa học. Nhưng mà khoan, Chrome thì không chắc lắm. Cô Haku chê rằng đầu óc cậu cũng được nhưng mà tính cách thì hơi cùi bắp. Sau đó năm người đã cùng bàn luận để tìm ra câu trả lời. Trước tiên là phải tóm tắt lại câu chuyện nhân loại bị hóa đá. Tất nhiên là khoa học hồi đó là điều không thể. Sau khi Senku tự mình thoát khỏi hóa đá thì đã trôi qua 3.700 năm. Ryu Sui giờ đây đã đặt tên cho kẻ tình nghi hóa đá nhân loại là Wyman. Anh nghĩ rằng 3.700 năm trôi qua và hắn cũng không thể nào có thể sống sót được. Điều duy nhất để làm được điều đó chính là hắn ta đã tự hóa đá bản thân mình. Chrome thì lại đưa ra một giả thuyết là nhỡ hắn ta là bạn thì sao? Tuy nhiên điều này có vẻ như không khả quan cho lắm vì hắn ta đã phớt lờ lời khiêu khích của Senku. Tín hiệu Morse cũng đã dừng ngay sau đó.
Điều đó cũng gián tiếp làm họ mất manh mối về tên Wyman. Senku chợt nhận ra rằng, nếu như hắn ta muốn trốn thì cậu sẽ làm ra thứ để tìm kiếm, sau đó liền bắt đầu với một chiếc bình tam giác. Cùng với soda sphalerite tìm thấy trong hang khoáng vật của Chrome, họ sẽ nghiền nó nát ra và thu được bột. Sau đó hòa tan với nước rồi đổ vào trong chiếc bình tam giác này, và thế là đã có sơn huỳnh quang, sau đó nối dây điện. Khi bật công tắc lên có một luồng sáng phát ra, bọn họ đã gia tốc điện cực cho các electron bị bắn ra vì nhiệt. Khi chạm vào đáy của bình thì sẽ tạo ra một điểm phát sáng, và từ đây chính thức có màn hình hiển thị. Gen thắc mắc rằng sao chỉ với một cái chấm này mà có thể làm ra được màn hình hiển thị cơ chứ. Senku cũng liền giải thích rằng, khi cái chấm đó dịch chuyển, họ sẽ có hình ảnh. Với tốc độ chính xác cao từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, với những chuyển động này nó đã tạo ra hình ảnh trên toàn màn hình. Đây cũng là cách TV ngày xưa hoạt động, và để làm được như thế, họ cần phải có loại pha lê ma thuật. Senku mài nó ra, khi dòng điện chạy qua kính pha lê thì nó sẽ rung động với độ chính xác đáng kinh ngạc, và từ đó là họ đã có thể tạo ra chuyển động từ những chấm xanh kia. Và khi kết nối anten với nó thì chính thức họ đã tạo ra được radar, thứ mà có thể giúp họ nhìn thấy các kẻ địch vô hình. Cả nhóm liền ra biển để test thử công cụ này. Thiết bị đã được gắn dưới đáy thuyền. Người đảm nhiệm vị trí chiếc radar này chính là Ukio vì cậu ấy đã từng là nhân viên trực radar dưới tàu ngầm. Chrome thì lại thắc mắc là tại sao lại có đoạn nhấp nháy ở giữa chiếc radar, sau đó chợt nhận ra rằng ở dưới biển có thứ gì đó. Ryu sùi quăng một mẻ lưới. Hóa ra họ làm vậy vì nó sẽ phục vụ cả trong việc đánh bắt cá. Nó sẽ là lương thực dài hạn của họ trong quá trình tới bên kia đại dương. Về tới đất liền, cả nhóm đã mang về cho quản gia một đống cá tươi. Giờ đây vấn đề thực phẩm trên thuyền đã được giải quyết. Với kỹ năng của mình, quản gia Francois đã có thể tạo ra các món ăn hảo hạng được làm từ cá. Tất cả mọi người đều thích thú vì lần đầu tiên được ăn món này. Kohaku thì lại ngạc nhiên vì cái thứ như cái đèn này lại có thể giúp họ bắt được nhiều cá tới vậy. Ryu sùi giả thích rằng chiếc radar này có thể giúp họ nhìn xuyên mọi thứ một cách dễ dàng. Nghe tới đây, cha Jinro liền thắc mắc rằng thứ này có thể nhìn xuyên quần áo của con gái không nhỉ? Chrome cũng suy nghĩ nhưng không biết rằng cậu đang nghĩ về cái gì. Ukio lại lo lắng họ sẽ không có đủ điện để có thể duy trì chiếc radar này. Tuy nhiên Senku đã nghĩ tới chuyện này và cậu định sẽ tạo ra một đống động cơ cho thuyền. Có thứ đó thì việc điện đóm sẽ không còn là vấn đề. Tuy nhiên để tạo được ra động cơ thì họ cần phải có rất nhiều thép. Họ sẽ đi vào cảnh giới của nền công nghiệp. Tức là sẽ cần tới một lượng lớn kim loại và dầu. Suika và Kohaku cũng đang đi thu thập cát sắt. Thế nhưng có vẻ như con sông này đã chạm ngưỡng của nó. Ở nhà, Chrome đang nhìn vào chiếc radar và suy nghĩ một việc gì đó. Sau đó cậu đã thử nối cuộn dây kim loại vào với màn hình radar rồi dí vào đống quặng. Thí nghiệm thành công và cậu đã sáng chế ra được máy dò kim loại. Sau đó liền chạy thật nhanh tới chiếc hang động. Chrome chắc chắn rằng ở đây sẽ có rất nhiều sắt. Cậu bắt đầu thử dò tìm. Sau một hồi, có một tín hiệu phát ra từ khe nứt. Chrome cho cuộn kim loại vào một ống tre rồi thả dây từ từ xuống. Đúng thật là thí nghiệm đã thành công. Chrome đã gọi Senku tới. Cả nhóm bắt đầu đưa Taiju xuống và thành công phát hiện ra mỏ quặng. Và từ đây việc khai thác cũng được tiến hành. Chrome đang cảm thấy vui vẻ vì mình đã có thể giúp ích cho mọi người. Thế nhưng việc để đưa được đống quặng này về là không khả thi vì nó quá nhiều. Mọi người đều đã kiệt sức. Nếu họ phải đi qua núi thì sẽ rất khó khăn. Thậm chí là đường biển thì cũng vậy. Tuy nhiên việc này Senku đã tính trước. Cậu sẽ tạo ra một mạng lưới vận chuyển bằng sức máy. Gen và Ukio lúc này đang di chuyển bằng xe hơi nhưng có vẻ như đường quá xóc. Thế nhưng việc này cũng được Senku giải quyết ngay tức khắc. Họ sẽ làm đường. Nhựa đường được tạo từ phần dầu thừa và sỏi. Như vậy sẽ tối ưu nhất. Sau đó với tốc độ của các con quái vật, họ đã dễ dàng tạo ra được đường nhựa một cách nhanh chóng. Việc vận chuyển trên biển sẽ nhờ tới nhóm Jinro. Vận chuyển bằng đường biển là một cách thông dụng nhất mà người Nhật hay sử dụng từ thời xa xưa. Trở về hang động, Gen vô cùng ngạc nhiên bởi những thứ trước mặt. Senku đã tạo ra một đường ray để giúp họ dễ dàng chuyển đống khoáng sản bên trong ra ngoài. Giờ đây việc vận chuyển của nhóm Senku đã nhanh và đỡ tốn sức hơn gấp vạn lần. Bên đội làm thuyền vẫn đang được tiến hành. Thế nhưng, với cái tốc độ này thì khả năng còn rất lâu nữa họ mới hoàn thành. Chính vì vậy mà Senku đã đưa ra quyết định là họ sẽ đóng một con tàu nhỏ hơn, nó đủ để đưa được vài người đi thôi. Kế hoạch thay đổi khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bác kỹ sư vô cùng buồn khi nghe tin phải từ bỏ con thuyền này. Ryu sùi ở một bên thì lại khác. Cậu không muốn từ bỏ con thuyền đó. Trong quá khứ của Ryu sùi, gia đình của cậu đã hết kiên nhẫn với lòng tham lam của Ryu sùi. Họ khuyên cậu học cách từ bỏ một thứ, và từ đó tiền tiêu vặt của cậu đã giảm xuống, chỉ còn 1 triệu yên. Thế nhưng dường như những lời giáo dục trước đó hầu như là không có tác dụng. Ryu sùi quyết định không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Nếu như thiếu vốn thì cậu sẽ kiếm thêm. Với đầu óc thiên tài cùng với sự uy tín của gia tộc Nanami, Ryu sùi có thể kiếm được bộn tiền trên thị trường tài chính. Và sau một thời gian, Ryu sùi đã đạt được nguyện vọng của mình. Cậu ấy đã có thể tự làm mọi thứ mà không cần tới gia tộc Nanami. Trong cuộc họp, cả gia tộc đã bàn về Ryu sùi. Có vẻ như trong mắt của họ thì cậu như là một vết nhơ.
Họ liền hỏi quản gia rằng cô thấy cậu ấy thế nào. Thế nhưng ngay lúc này, Francois lại khẳng định chắc lịch một câu là Ryu Sùi không hề buông thả như mọi người nghĩ. Cô cho rằng mọi người viện lý do để từ bỏ những thứ mình mong muốn thật đơn giản, thế nhưng Ryu Sùi lại khác. Cậu ấy không hề dối lòng, một khi đã muốn gì thì sẽ theo đuổi bằng được. Vì trong thời đó những chiếc thuyền hiện đại đã ra mắt rất nhiều, Ryu Sùi thì lại không muốn vậy. Cậu hoàn toàn thích những vẻ đẹp truyền thống từ con thuyền buồm, và trong khoảng thời gian đó Ryu Sùi đã tạo ra một mô hình tỷ lệ 1/48. Việc tiếp theo họ cần làm là kiếm người thực hiện được điều đó. Hồi đó thì không thể, nhưng giờ đây có vẻ như có một người sẽ làm được. Ryu Sùi bước ra kêu rằng mình sẽ làm một mô hình cho con tàu lớn, sau đó thì họ sẽ dựa theo nó và phóng to lên một cách chính xác nhất. Đương nhiên việc này đối với Senku là quá dễ dàng. Việc của Ryu Sùi là chỉ cần tạo ra một mô hình tỷ lệ 1/48 với độ chính xác 10 tỷ%. Tôi nghĩ là con thuyền sẽ thành công vì cả hai người họ đều mang bộ óc thiên tài. Cô phóng viên sẽ đảm nhiệm việc chụp ảnh lại quá trình làm lên con tàu, cả nhóm đang bàn về thiết kế. Kho giữ hàng hóa sẽ được đặt ở dưới cột buồm. Sau đó Senku phải tháo từng chi tiết từ mô hình ra rồi sẽ phóng đại nó lên. Suika đang thử nghiệm chiếc công cụ mới. Nó có thể giúp họ vẽ phóng đại hình ảnh lên gấp mấy lần và cùng với công cụ đó nhưng to hơn. Họ đã có thể dễ dàng phóng đại bản vẽ lên một cách chuẩn nhất. Sau một thời gian mọi thứ đã hoàn thành. Phần cuối cùng là họ cần thời gian vì phải chế tạo xong nốt đống động cơ thép khổng lồ. Việc này cần tới mấy tháng nên Ryu Sùi đã bảo mọi người hãy nghỉ trong thời gian chờ. Trò đầu tiên sẽ là trượt tuyết. Kohaku vô cùng thích thú vì được chơi món thể thao này. Trong thời gian rảnh, Senku còn chế cả sô cô la cho dịp Valentine. Mọi người cầm trên tay thanh sô cô la lòng háo hức. Chrome sửng sốt vì món này nó quá ngon. Mọi hoạt động của mọi người đều được cô phóng viên chụp lại. Những bức ảnh này cũng sẽ được ghi lại các hoạt động của họ. Senku còn định chế ra một thứ có thể giúp cho nền công nghiệp đi lên một đỉnh cao mới. Nhóm Ryu Sùi đang ở trong rừng kiếm tằm để làm vải. Sau đó họ đã có thể tạo ra bikini bằng vải tằm siêu mịn. Sau một năm, con thuyền đã hoàn thành vượt dự kiến của Senku. Cô phóng viên định sẽ chụp tất cả mọi người tại đây vì rất có thể sau chuyến đi này họ sẽ không trở lại. Senku thấy vậy cũng động viên là chắc chắn mình sẽ quay lại cùng mọi người. Và để cho bức ảnh không thiếu một ai, quản gia Francois đã chế tạo ra một chiếc máy hẹn giờ chụp ảnh. Đúng thật là cô ấy có khả năng dự đoán trước tương lai quá cao. Và thế là bức ảnh chiếc thuyền đầu tiên đã được chụp lại vào ngày 10 tháng 9 năm 1741 theo lịch phương Tây. Bắt đầu thả thuyền xuống biển, ông chú kỹ sư rất cảm động vì có vẻ như đây chính là kiệt tác lớn nhất mà ông từng làm ra. Chiếc thuyền này cũng được đặt tên là Perseus. Nó được đặt tên dựa theo truyền thuyết Hy Nạp, người đã tiêu diệt con quái vật biến người thành đá Medusa. Tuy nhiên do là con tàu không thể chứa được nhiều người nên Senku sẽ chia làm hai đội. Một nhóm sẽ ở lại và phát triển nhân loại. Nhóm còn lại sẽ lên thuyền và khám phá kẻ đã hóa đá nhân loại. Ryu Sùi cũng đã lập ra một danh sách những ứng cử viên được lên tàu. Chiếc thang được hạ xuống và ai đọc đến tên thì sẽ bước lên. Vì là một nhiệm vụ nguy hiểm và những người lên chưa chắc đã quay về được. Ai không muốn lên thì có thể từ chối. Mọi người đều hứng khởi nhưng bên cạnh đó vẫn có một toán người sợ mình có tên trong danh sách. Ở một chiều hướng khác, ông thần Senku lại kêu rằng nếu như họ cần người nào thì sẽ không thể từ chối được vì cậu sẽ dùng mọi thủ đoạn lừa lọc để kéo theo cho bằng được. Nếu như nhờ đến gen thì 99% sẽ thuyết phục được mọi người, tuy nhiên, nếu có những người không muốn đi trên tàu thì nguy cơ gặp nguy hiểm của họ cũng sẽ tăng cao. Ryu Sùi bắt đầu đọc danh sách, người đầu tiên là các kỹ sư của con tàu. Senku, Chrome, Kaseki, vì Senku biết mình là chủ chốt lên đã lên tàu trước khi Ryu Sùi đọc tên. Iuzuriha sẽ đảm nhiệm cho phần cánh buồm, Zada sẽ là Ukyo, đầu bếp Francois, và đảm nhiệm phần vận hành trên tàu là đội lực điền. Kinzo đúng là một người chính trực, chỉ khi được gọi tên thì mới bước lên. Tiếp đến là Jinro. Cậu ấy ngay lập tức từ chối vì không muốn tới một nơi nguy hiểm đến tính mạng của mình. Một nhóm người đứng gần đó cũng từ chối vì sợ nguy hiểm. Kohaku trên này lại lo lắng về vấn đề khác. Chính là Hyoga và Homura ở trong nhà lao. Nếu như các chiến binh mạnh đã lên đường, chẳng may nếu chúng thoát được thì cả Nhật Bản sẽ bị chiếm lấy. Thế nhưng, người tính không bằng Senku tính. Cậu ấy đã chuyển hai tù nhân này lên trên tàu từ trước đó. Nếu để lại chúng ở đất liền thì quá nguy hiểm, vì vậy mới mang lên đây. Để an toàn hơn thì sẽ lệnh cho các chiến binh mạnh nhất canh chừng. Đương nhiên Gen cũng không thể nào có thể trốn được. Anh đã bị bế lên thuyền. Senku cho rằng không biết họ sẽ gặp những loại địch nào nên việc có Gen là điều cần thiết. Vì không thể từ chối nên Gen đã lên tàu. Bọn họ đã xuất phát dưới sự hân hoan của mọi người. Con thuyền chính thức ra khơi. Tuy nhiên Jinro lúc này ở trên đã nhảy xuống biển. Cậu vừa bơi vừa hét mọi người hãy đợi mình. Tuy vẻ ngoài anh hùng là vậy nhưng bên trong Jinro lại mong cô phóng viên sẽ chụp ảnh mình lại. Do là dân sông nước nên Jinro chắc chắn rằng với độ xa như vậy, có hét khản cổ thì nhóm Senku cũng không thể nào nghe thấy. Mọi thứ cậu làm bây giờ cũng chỉ làm màu cho sau này có tương lai lấy le mấy cô gái trên bờ. Tuy nhiên ở trên tàu Senku nhận ra được điều gì đó nên đã kêu Ukyo quay ra đa về đất liền. Họ đã phát hiện có một thứ đang tiếp cận từ phía sau. Taiju hiểu chuyện liền nhảy xuống bơi một mạch và thành công kéo Jinro lên trong sự hốt hoảng. Mọi người trên tàu đã bắt đầu thay đổi ánh nhìn về Jinro. Tuy chỉ muốn làm màu một chút nhưng không ngờ lại bị bế lên tàu luôn.
Mục tiêu đầu tiên họ cần đến chính là đảo kho báu. Nó sẽ giúp Senku hồi phục nhân loại vì ở trên đó là nơi mà bố của cậu đã từng rơi xuống, nơi mà tàu vũ trụ của những người sống sót duy nhất sau tia hóa đá, nơi khởi nguyên của 100 câu chuyện. 3.700 năm trước, ông bố của Senku đang đứng ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương trên tay mình. Mọi người nghĩ rằng giờ đây nó chỉ là một viên đá cứng thế nhưng bố của anh lại khác. Dường như ông biết rằng cái thứ đá tên kim cương trên tay mình sẽ là kho báu giải cứu nhân loại. Nói rồi cất vào trong chiếc hộp và nó đã ở đó suốt vài nghìn năm. Trải qua bao thế hệ được kể lại, câu chuyện kho báu đó đã được truyền tới đời Yuji. Và tối hôm đó, Senku đã cùng Yuji kể lại câu chuyện này. Sáng hôm sau, Gen mang trà tới nhưng thấy Senku đã ngất vì câu chuyện nó dài vãi cả cức. Thứ mà cậu muốn nghe nhất lúc này chính là về khoáng thạch. Hồi trước bố của Senku đã nghĩ rằng chắc chắn sau này sẽ có người hứng thú về nó nên đã để lại một câu chuyện. Chính vì thế mà giờ đây, người làng Ishigami hầu hết đều mang tên liên quan đến khoáng thạch. Ví dụ như Kohaku, nó là tên của một loại đá có màu mặt trời. Kim là chỉ loại có cát vàng lấp lánh, ngủ trong dương kho báu tại một hòn đảo. Tiếp theo là kim cương, thứ này rất cứng và tỏa sáng trong suốt. Nghe tới đây, Senku đã hiểu được mọi chuyện, kim cương chính là loại nguyên liệu siêu hiếm còn hơn cả vàng. Chỉ cần một mảnh nhỏ thôi là Senku có thể chế tạo ra bao nhiêu dung môi cũng được. Nói một cách khoa học hơn là cậu ấy sẽ có thể tạo ra được cỗ máy sản xuất hàng loạt thuốc hồi sinh. Vốn dĩ Senku có thể tự chế thuốc bằng phân tử thế nhưng nó hơi mất thời gian. Hơn thế nữa là nếu như họ làm vậy thì sẽ phá mất con số lý tưởng. Đó chính là số tối đa mà não người có thể nhớ được tên nhau. Chúng chỉ dừng lại ở con số 150. Vì là con số lý tưởng nên trước kia nó đã được áp dụng vào trong các tổ chức quân đội. Tính ra đúng thật là cả nhóm họ đúng tròn trịa 150 người. Hóa ra Senku chưa tăng số lượng người hồi sinh lên là vì sợ mọi người sẽ chia rẽ. Thế nhưng nếu như họ tìm được kim cương thì câu chuyện nó sẽ khác. Nhân loại sẽ có thể được cứu khỏi sự hóa đá. Và giờ đây họ sẽ cần phải tới hòn đảo đó trước tiên để tìm ra chiếc dương kho báu. Nó cũng chính là con tàu vũ trụ còn sót lại. Ở bên cạnh một anh đầu chọc khi nghe tin này lại nặng lẽ bước đi. Sau một hồi, Gen đã gọi Senku ra để nói một chuyện gì đó. Thế nhưng khi Senku nhìn kỹ người này thì lại chợt phát hiện ra là mình không nhớ tên ông thần kia. Hóa ra Senku không nhớ là vì anh ta không có tên. Ryusui khi làm danh sách cũng phải lúng túng và rồi ghi là vô danh. Anh ấy đã thừa nhận rằng mình không phải là người của làng Ishigami. Hồi còn nhỏ anh đã giạt trôi một mình vào bờ biển và được một người dân nhặt về. Bố mẹ nuôi đã nói dối và nuôi nấng anh ấy đến khi lớn lên. Lý do không có tên là vì nếu dùng nó thì sẽ rất nổi bật ở làng. Và tên thật của anh ấy là Soyuz. Nó trùng tên với chiếc tàu khoa học kia. Chính vì thế nên Soyuz đã bảo hãy để mình dẫn đường vì có vẻ như hòn đảo đó chính là quê hương của anh. Lúc này Senku cũng chắc nịch khẳng định hòn đảo đó không phải là nơi hoang dã. Và giờ đây họ lại có thêm một thông tin quý giá nữa là ngoài hòn đảo họ đang ở thì bên ngoài kia vẫn có nhiều người khác nữa. Yuji ở đất liền kêu rằng chắc có lẽ như người trên đảo kia là họ hàng xa. Cô kể rằng khi nhân loại bị hóa đá, duy chỉ có nhóm người trên tàu vũ trụ có thể thoát. Và người đó chính là bố của Senku cùng những phi hành đoàn, hậu duệ của họ đã sinh sôi nảy nở trên đảo kho báu. Và thế là đã có người cố gắng vượt ra biển rồi tới được Nhật Bản, chính là làng Ishimura bây giờ. Chrome đằng này thì lại nghĩ khác, liệu đám người trên đảo kia có phải là Wildman không? Điều này cũng có vẻ đúng vì cuộc đời rất nhiều bất ngờ, chính vì thế mà Ryusui quyết định sẽ khám phá chúng ra bằng được. Hiện tại, họ chỉ còn vài giờ nữa là có thể tới được hòn đảo đó. Nó quá nhanh khiến mọi người vô cùng thích thú, sau đó Ryusui mới bắt đầu giới thiệu tổng thể của con tàu. Nó sẽ có đầy đủ mọi thứ, từ chỗ ngủ cho đến phòng thí nghiệm và vân vân mây mây. Một lát sau, có vài người đã bắt đầu say sóng. Chính vì thế mà Senku quyết định sẽ điều chế thuốc bằng cách chiết tinh dầu từ hoa bìm bìm. Cùng với một loại bột gì đó thì Senku đã có thể chế ra được thuốc chống say sóng. Tuy nhiên vấn đề sắp phải đối mặt với họ chính là một cơn bão to trước mặt, sấm chớp đùng đùng khiến cho Jin do hoảng sợ. Tuy nhiên lúc này, ông thần Ryusui vẫn đang bình tĩnh tận hưởng món trà xanh sữa dê mà quản gia mới làm cho. Lý do mà anh bình tĩnh đến vậy là vì trước đây đã từng trải qua những cơn bão như vậy, đột nhiên cha Senku xông vào hét lên. Cậu kêu rằng gần đây có một hòn đảo, nếu như họ có thể tận dụng tốt cơn bão này thì rất có thể tiếp cận nó mà không bị phát hiện. Ngay lập tức tất cả mọi người chuyển hướng tới đó, việc cần làm là phải kiếm một nơi đậu thuyền khó có thể bị phát hiện. Ryusui ra lệnh cho mọi người về vị trí chuẩn bị hạ leo vì trời sắp tạnh mưa. Sau đó, tất cả mọi người đã được Ryusui thưởng 10k vì đậu neo quá tốt. Tuy nhiên chỉ một nhóm nhỏ được đi xuống dưới vì nếu đi đông họ sẽ dễ bị phát hiện. Đội trinh sát gồm 4 người, đương nhiên nó sẽ có đủ các yếu tố từ thông minh cho đến sức mạnh. Kohaku thắc mắc rằng tại sao lại không cho Ukyo đi cùng vì cậu ấy có thính lực rất tốt. Thế nhưng vì dưới đáy biển có thứ gì đó nên Ukyo phải ở lại để kiểm tra. Khi mọi người đã đi hết, Ryusui nhấc chiếc thùng mình đang ngồi ra. Là Suika, cậu ấy vì không muốn ở lại đất liền nên đã trốn lên tàu từ trước đó. Sau đấy Suika đã bị Ryusui quát cho một trận vì đã làm trái mệnh lệnh, những người không có danh sách thì sẽ phải gửi trở lại. Cũng vì vậy mà Suika sẽ không được tham gia đội trinh sát, quản gia Francois cũng an ủi bé rằng
cậu ấy không phải người xấu mà là muốn tốt cho Suika vì khám phá hòn đảo kia là một nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vì không muốn Suika buồn nên Taiju đã rủ lau dọn con tàu vì nó đã bị bẩn sau cơn bão vừa rồi, ở dưới boong tàu. Ukyo đã phát hiện có thứ gì đó liền thông báo lên bên trên để người xuống kiểm tra. Đương nhiên là thánh lười Jinro sẽ nhảy xuống đầu tiên để lươn lẹo trốn công việc lau tàu. Khi xuống tới đáy biển thì phát hiện ra có tượng đá, có rất nhiều chứ không chỉ một chiếc. Lên trên thông báo, Ukyo cảm thấy có gì đó sai sai. Vì lúc tia sáng giáng xuống đây là một hòn đảo hoang, mãi về sau mới có người tới sinh sống. Thế mà không hiểu tại sao dưới kia lại xuất hiện những bức tượng đá. Cùng lúc đó Ryusui cũng phát hiện ra có ánh nhìn từ phía trên bờ. Đằng chỗ Senku đang cố gắng liên lạc về thuyền, do là không có sóng nên đã tới chỗ cao hơn. Soyu lấy ống nhòm nhìn về phía thuyền thì mới tá hỏa hét lên, Gen thấy vậy cũng nhìn thử. Tất cả mọi người trên thuyền đều đã bị hóa đá, trên bờ lúc này chỉ còn có Suika. Bé đã được Ryusui đẩy ra trước khi tất cả bị hóa đá. Đằng này Kohaku cũng tìm thấy một chiếc vỏ ốc bị bỏ rơi. Cô ấy chắc chắn rằng người dân của hòn đảo chỉ ở gần đây thôi. Ngay lúc này Gen chạy tới và báo tin. Vì biết kiểu gì Kohaku cũng liều lĩnh chạy về thuyền nên Gen đã cột chân cô lại cùng với tay mình. Đúng là nhà ảo thuật gia tài ba. Soyu lúc này mới nhớ ra là hồi bé anh cũng đã từng nhìn thấy tia sáng hóa đá. Vậy tức là trên hòn đảo này chắc chắn sẽ có kẻ địch. Đương nhiên vẫn sẽ có một lượng đồng minh nhất định. Nếu có thể tìm thấy họ sớm thì sẽ rất dễ kiếm được kim cương và giải hóa đá cho mọi người. Senku đã nhìn vào chiếc vỏ ốc và phân tích tình hình. Có vẻ như người đánh rơi chiếc vỏ ốc này đi qua đây chưa được 30 phút, chỉ nhờ một con ruồi xanh. Senku có thể phân tích được thời gian chiếc vỏ đã rơi, tiếp đến là cậu sẽ phân tích hiện trường để tìm ra thủ phạm. Đổ một chút chất dính vào chảo đun nóng lên rồi bỏ ốc vào luộc, và thế là dấu vân tay đã hiện ra. Chỉ nhờ vào nó mà Senku đã đoán ra được người đó là một cô gái với vóc dáng trung bình, Gen cũng bắt đầu suy luận ra được vài thứ. Nếu là gái thì chắc hẳn là một cô gái trẻ, vì nếu là người già thì sẽ có kinh nghiệm phân biệt vỏ ốc. Còn đây chắc hẳn là cô gái này đã nhặt một đống rồi sau đó mới bắt đầu lọc ra những chiếc dùng được, sau đó là tính toán khoảng cách chiều cao đi qua bụi cây. Thế là đã thành công tìm ra một sợi tóc, bỏ nó vào trong ống nghiệm. Senku đã tạo ra máy ly tâm bằng sức người, sau đó là cho vào kính hiển vi. Senku phát hiện được bên trong có phấn hoa và chắc hẳn người đó đã sống trên núi. Đúng là ảo Malazada, chỉ nhờ có một cộng tóc mà có thể tìm được địa điểm của người ta. Kohaku nhảy lên cây để tìm, sau một hồi thì phát hiện có một cô gái đang đi bên dưới. Đúng thật là họ đã tìm được một cô gái trẻ, việc của họ bây giờ là phải tiếp cận và làm thân với cô gái kia. Tuy nhiên ngay lúc này có ba tên đàn ông chặn lại để tỏ tình. Sau đó cô gái này còn bắt đầu thả thính, sử dụng con sò bắn vào mắt để tạo nước mắt nhân tạo. Tiếp đến là bảo mọi người hãy từ bỏ vì mình sắp vào hậu cung của tù trưởng, nếu như họ kháng lệnh sẽ bị hóa đá rồi ném xuống biển. Không còn cách nào khác liền khóc lóc chạy đi, nhóm Senku cũng biết được ai là người chủ mưu của sự hóa đá này. Việc quan trọng hơn là bọn họ cũng có người chung kẻ địch. Khi Gen đang chuẩn bị lên kế hoạch kết thân với cô gái kia thì Senku đã nhảy ra từ đời nào. Kohaku thì lại khác, cô nghĩ rằng việc gì phải kết thân trong khi mình có thể dùng vũ lực. Cô gái này tưởng rằng người của tù trưởng đến nên đã chạy lại ôm Soyu và nũng lịu, điều này khiến cho anh ấy bị ngã chổng xoài. Sau đó đến lượt Senku nhưng không có tác dụng, thứ lúc này cậu quan tâm là hòm kho báu. Sau đó đến lượt Gen nhưng mà lại thôi, có vẻ vì bộ mặt gian trá kia. Kohaku thấy Gen muốn ôm nên đã đề nghị giúp nhưng bị từ chối vì sợ gãy xương. Đột nhiên cô gái kia chạy đi và kêu rằng làng của mình đang gặp nguy hiểm. Tất cả đàn ông đều tụ họp lại định sẽ đi thanh toán tù trưởng vì đã cướp mất gái sinh trong làng, không còn cách nào khác. Senku liền đeo mặt lạ vào rồi bắt đầu phun ra một loại khói gì đó khiến cho tất cả mọi người sặc sụa ôm mặt khóc. Có vẻ như đó chính là hơi cay hay được cảnh sát dùng. Thấy được sức mạnh phép thuật này, cô gái kia liền giơ tay muốn hợp tác đánh bại tên tù trưởng độc ác. Sau đó Amani kể cho họ quá khứ về 5 năm trước của mình, hồi đó cô chỉ mới có 13 tuổi. Cả nhóm lên thuyền định là sẽ trốn khỏi hòn đảo. Tuy có những lời đồn thổi rằng họ sẽ bị hóa đá nếu như trốn khỏi đây, đương nhiên với đầu óc của đám trẻ con thì điều đó là không thể. Cả nhóm bắt đầu trèo thuyền ra khơi, ngay sau đó liền phát hiện ra một chiếc thuyền đuổi theo đằng sau, là cánh tay trái và phải của tù trưởng. Hắn ta nói rằng thật tiếc khi mà phải hóa đá những cô bé xinh đẹp này, đặc biệt là đứa cuối cùng, khoảng 5 năm nữa chắc chắn nó sẽ trở thành mỹ nhân. Sau đó cô gái tên Kirisem liền lấy trong người ra một món gì đó, quay quay trên tay căn góc độ rồi ném nó về phía chiếc bè của Amari. Một tia sáng xanh được phát ra và mọi người đã đẩy Amari ra phía sau vì nghĩ sẽ chặn được tia sáng đó. Mọi người nghe lại câu chuyện này thì cũng rất ngạc nhiên, Senku chắc chắn đó chính là tia sáng đã hóa đá toàn nhân loại. Chỉ khác cái là ở quy mô lớn hơn, lý do mà Amari thoát được khỏi tia sáng đó là vì nó đã dừng lại. Tên kia cũng tưởng đã thành công hóa đá mọi người, nhân cơ hội cô liền nặn dưới nước và trốn đi. Người làng cũng tương truyền rằng tia hóa đá đó chính là tà thuật của dòng dõi tù trường, thế nhưng rõ ràng Amari để ý rằng trên thuyền không có hắn ta. Giờ đây Senku đã có thể nắm được nguyên lý của tia hóa đá, nếu như nó là một sức mạnh bá đạo chẳng có tí nguyên tắc nào như trong các game fantasy, thì chắc chắn là nhân loại, không có cửa đấu lại. Nhưng theo câu chuyện của Amani, nó có hai điểm yếu,
một là có phạm vi hiệu lực, hai là phải ném để sử dụng. Người bị hóa đá có thể cắt đi phần bị dính ánh sáng để thoát khỏi nó. Người sử dụng cũng có nguy cơ bị dính nếu như đứng không đúng khoảng cách. Nếu đã có nguyên lý như vậy thì chắc chắn nó là khoa học, mà đã là khoa học thì chẳng ai có thể thắng được Senku cả. Kohaku hỏi hình như vừa nãy Amani có nói ngày mai người của tù trưởng sẽ tới đây. Cô kể rằng ở làng này cứ mỗi vài năm là họ sẽ chọn những cô gái xinh đẹp 18 tuổi vào hậu cung. Thực tế là bị ép buộc kể cả những người đã kết hôn. Amari tự tin là mình rất dễ thương nên có thể mai sẽ được chọn. Cô ấy nghĩ rằng nếu như thành công vào trong hậu cung thì sẽ lấy trộm được vũ khí hóa đá kia. Tuy nhiên điều đó là vô cùng khó vì không có người đi cùng để chiến đấu. Cả hai liền ngoái đầu ra phía Kohaku, có vẻ như cô cũng hiểu ý mà chấp nhận nhiệm vụ này. Điều đó khiến cho Gen vô cùng ngạc nhiên, để giúp đỡ mọi chuyện thuận lợi hơn thì Gen sẽ chịu bộ phận tác phong. Còn Amani thì là trang điểm, sau đó cô ấy liền tìm trong nhà của mình một bộ quần áo. Mang cho Kohaku mặc và cô thay ngay trước mặt ba tên đàn ông này mà không mảy may gì, tuy có hơi khó di chuyển nhưng chắc vẫn chiến đấu được. Kohaku còn mang theo cả khiên và kiếm nữa, điều này khiến Gen tức điên lên. Và để cuộc chiến này diễn ra thuận lợi thì họ cần phải có phòng thí nghiệm, chỉ cần lấy được nó thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Giờ đây con thuyền đã bị kẻ địch kiểm soát, Kohaku khi thấy mọi người bị hóa đá định nhảy xuống pem nhau luôn nhưng bị Gen cản lại. Sau đó có thêm một chiếc thuyền tiến đến, trên đó có chở thêm một lão già cao siêu khủng khiếp khiến cho Senku tưởng hắn là tù trưởng. Amari nhìn thử thì chắc chắn rằng hắn ta không phải vì quá già, thế nhưng tên này cũng là một trong những người quyền lực nhất trên hòn đảo. Hắn ta tỏ ra vô cùng thích thú khi tịch thu được con thuyền này. Kiri thì lại cho rằng tù trưởng sẽ không thích nó vì trên tàu toàn là những trang thiết bị lạ lẫm vượt quá tầm hiểu biết của họ. Cô nghĩ nên phá hủy chúng vì có thể đây là yêu thuật, tuy nhiên ông lão kia lại từ chối, sau đó là búng tay khiến cho tượng đá Chrome vỡ mất phần đầu. Kohaku không chịu được nữa nhảy xuống tiếp cận con tàu, cô nghĩ rằng con tàu to như vậy chắc chắn sẽ có người còn sống sót. Nếu như hét to lên thì có người sẽ nhận ra và mang phòng thí nghiệm lên cho Senku. Tuy nhiên, ngay lúc này ở trên đầu Kohaku xuất hiện một cô gái hỏi đang làm gì ở đây vậy. Sau đó là hỏi Kohaku tới từ làng nào, không nhận được câu trả lời à liền lao tới tấn công nhưng Kohaku né được. Kohaku đã bị ăn một sút vì bộ trang phục vướng víu này, nhóm Senku đã tới, lúc này Kohaku đang liên tục ăn đá và không biết phải làm gì. Sau đó lại hét to một từ LAB, tôi muốn LAB và hãy mang nó cho tôi. Kiri dừng lại suy ngẫm không biết cô ta đang nói cái chó gì, hóa ra LAB chính là từ viết tắt của phòng thí nghiệm. Một từ mà chỉ những người của làng mới biết, nó giờ đây đã trở thành một ám hiệu của vương quốc khoa học. Ngay sau đó Gen liền giải vây cho Kohaku. Anh gọi Senku là LAB rồi bảo cậu tới chỗ bạn gái mình. Sau đó là hàng loạt những câu nói bốc phét khiến cho Kiri liên tưởng ra điều gì đó. Và để cho vở kịch tốt hơn thì Kohaku đã ôm mặt Senku rồi hôn cực kỳ thắm thiết. Điều này khiến cho Kiri vô cùng ngại kêu hai người đi về làng. Và thế là vở kịch này của họ đã thành công. Vài ngày trước, khi Kiri xuất hiện thì Ryusui cũng phát hiện ra. Thế nhưng ả ta không trả lời mà trực tiếp ném một thứ gì đó về phía họ. Khi nhận ra đây là tia hóa đá thì đã quá muộn để né. Ukyo bắn một mũi tên và làm chệch hướng nó được đôi chút. Trong lúc đó, Ryusui đã suy ngẫm và chọn cứu một người trên thuyền. Ngay lập tức Suika được đá ra. Ở bên dưới Jinro cũng nặn thật sâu để tránh tia sáng kỳ lạ, tưởng rằng không kịp nhưng nó đã dừng lại ngay trước mặt. Có vẻ như là nhờ mũi tên của Ukyo, sau đó Jinro đã leo lên tàu và phát hiện mọi người đều bị hóa đá, cả người bạn thân nhất của mình cũng vậy. Khi thấy có ai đó đang tiến đến, Jinro có vẻ như đã trốn vào trong một chiếc hòm. Khi nghe thấy tiếng Kohaku liền chui ra và cầu cứu, ở trên bờ nhóm Senku phát hiện có người còn sống liền dùng ống nhòm xem thử. Thế nhưng ngay sau đấy lại tỏ ra vô cùng thất vọng vì người đó là Jinro. Trong chiến dịch này, năng lực mọi người được đánh giá như các thẻ bài. Ai có ích là rank S, ai siêu xịn thì sẽ là SS. Tuy nhiên đối với Jinro thì chỉ với mức GGG. Đó cũng là lý do mà mọi người lại tỏ ra thất vọng khi biết người còn sống là Jinro. Kohaku thì lại lạc quan nghĩ rằng chắc chắn trong những trường hợp như vậy cậu ấy sẽ giúp ích được cho mọi người. Senku phần nào tin nhìn lại đằng ấy thì thấy Jinro đang gào hét kêu cứu. Đúng thật là không còn hy vọng nào nữa cả. Khi thấy tiếng động, ông lão kia đi tới kiểm tra, Jinro im thim thít trốn bên trong. Khi ông ta phát hiện các chiếc thùng đã di chuyển thì bảo lính kiểm tra. Thế nhưng thật may là lúc này đã có một tiếng động phát ra bên dưới. Bọn họ liền không kiểm tra nữa mà chạy xuống dưới kia nơi phát ra tiếng động. Khi xuống tới nơi thì lại phát hiện ra mấy con vật lạ. Dựa theo tiếng kêu thì họ có thể biết được nó là con dê. Nhưng có vẻ như tiếng kêu không phát ra từ đó mà là từ Suika. Bé đã hóa trang trốn trên tàu và vừa mới cứu Jinro một mạng. Trên bờ nhóm Senku cũng đã phát hiện là vẫn còn một người vô cùng đáng tin còn sống sót. Bậc thầy của ngụy trang và xâm nhập, Suika thuộc rank SS. Việc của họ bây giờ chỉ cần trốn và đợi Suika mang phòng thí nghiệm lên bờ. Con thuyền mini cũng đã được giấu một cách cẩn thận nên rất khó bị phát hiện. Đúng là trong cái rủi còn có cái may, Senku chắc chắn 10% là Suika đã ngụy trang cho chiếc xe kia. Tuy không thể che được mắt người nhưng vẫn có cơ hội để tẩu thoát khỏi kẻ địch. Jinro sau khi được cứu thì đã định trốn thoát khỏi con thuyền, thế nhưng ngay lúc đó lại nghĩ về Kinzo.
sau đó liền lôi theo cả tượng cậu ấy buộc lên lưng định nhảy xuống biển. Thế nhưng đột nhiên Suika lại xuất hiện. Cậu ấy đang câu thời gian để Jinro có thể lấy phòng thí nghiệm về cho Senku. Thế nhưng Jinro lúc này lại vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên khi đã nghĩ thông suốt, Jinro đã bỏ tượng đá xuống. Trong thâm tâm của Kin do lúc này đã thôi thúc cho Jinro có thêm động lực giúp mọi người. Không còn cách nào khác, Jinro đã quyết định đi xuống để cướp lấy phòng thí nghiệm, dồn hết lực bình sinh để đẩy chiếc xe lên. Ở bên trên đám lính đã bắt được Suika, thế nhưng đó chỉ là một chiếc vỏ. Ngay lúc này, chiếc xe đã được đưa lên, sau đó nó lao một mạch xuống biển. Jinro lúc này mới nhảy xuống và người lái bên trong chính là Suika, và thế là nhiệm vụ của mọi người đã thành công. Tuy nhiên, ngay sau đó, đám lính đã tìm ra và bao vây chiếc xe. Bọn chúng vô cùng ngạc nhiên khi thấy con vật đó có thể đi được cả ở trên biển. Nhóm Senku thì lại mừng rỡ vì sự hiểu lầm đó. Việc còn người sống sót là không hề tồn tại, bọn chúng vẫn tưởng chiếc xe này là một con quái vật. Việc của họ bây giờ là phải tạo ra một thứ gì đó tượng trưng cho thú vật. Ngay lúc này Senku đã nhìn thấy một bụi hoa, đó chính là hoa nhài, thứ đặc trưng của phương Nam. Senku lấy ra chiếc vỏ sò lúc sáng của Amani, cậu bảo sẽ tận dụng đống thịt thối của con sò. Sau đó trộn nó cùng với hoa nhài, để dễ hiểu hơn thì người máy Senku sẽ giải thích cho các bạn hiểu, để làm ra mùi phân. Chúng ta cần đổ trà hoa nhài vào thịt đã hâm nóng là xong, đơn giản là vậy. Jinro kêu rằng có vẻ như không cần thứ này đâu vì bình thường đã được chui ra từ mông rồi, và thế là một mùi hôi thối đã tỏa ra cùng với đó là tiếng giả động vật của Gen được phát ra. Điều này khiến cho đám lính canh hết hồn bởi mùi thối của nó, và thế là nhóm Senku thành công tẩu thoát. Tuy có dấu bánh xe thế nhưng Gen rất tỉnh và đã làm giả nó rồi xóa vết cũ đi, và để chắc hơn thì họ sẽ đi bằng đường biển. Sau đó đi tới một khe đá, trong này rất đẹp vì mọi thứ đều phát ra màu xanh, nơi này chỉ có dân làng biết nên tạm thời bọn họ đã an toàn. Nhóm người kia vẫn đang cặm cụi đi tìm con thú vật. Ông lão này rất cẩn trọng nên sẽ không dễ dàng để cho thứ gì thoát dù là súc vật đi chăng nữa. Nhóm Senku lúc đó vẫn đang an toàn trốn dưới này. Amari đi nghe ngóng về thì hay tin là người dân vẫn tổ chức tuyển chọn dâu như bình thường. Người trụ trì là thống lĩnh Mo. Tên này là một kẻ vô tư và không hề đề phòng gì. Tuy nhiên là hắn chỉ hứng thú với những cô gái có vẻ ngoài dễ thương. Chính vì thế mà họ cần phải kiếm nguyên liệu để làm đồ trang điểm. Với những nguyên liệu Amari mang về, đối với Senku thì đống hoa quả này là quá đủ với cậu. Đây là bảng công thức đồ trang điểm, chiến dịch tạo ra Kohaku xinh đẹp cũng được bắt đầu. Vì tóc của Kohaku quá cứng nên khi gỡ dây buộc ra nó đã đập vào mặt Senku khiến cậu hộc máu mũi, tuy nhiên những thứ đó đều sẽ được giải quyết bởi dầu dừa. Khi đã gội đầu xong thì phải sấy khô, thế nhưng chiếc máy sấy này nó lạ lắm, tưởng rằng nó sẽ suôn mượt bồng bềnh thế nhưng do tóc quá cứng, đến cả dầu xả cũng không hề có tác dụng. Tuy nhiên, vì tóc cũng là khoa học nên Senku sẽ không chịu thua. Cậu giải thích rằng mỗi sợi tóc được bảo vệ bởi một lớp sừng giống như thân cây tre. Khi gội xong bụi bẩn thì nó sẽ được gột sạch. Tuy nhiên điều này cũng khiến tóc trở nên bị sơ, đó cũng chính là lý do khiến cho tóc của Kohaku trở lên cứng hơn sau khi gội. Senku lúc này đã chế một loại dầu gội khác, quả nhiên là nó đã thành công, tóc của Kohaku đã mềm và mượt như tóc của cờ rút bạn. Tiếp theo là chế tạo đồ make up, đầu tiên sẽ là phần phủ được làm từ mica được đào từ động kho báu. Các màu khác cũng được làm tương tự như vậy, việc cuối cần làm là nghiền nhỏ chúng rồi sau đó trộn chung với dầu dừa là đã hoàn thành kem nền. Jinro ở bên cạnh thì chẳng thể nào hiểu được Senku nói cái chó gì, tiếp theo đó là nước hoa và son môi. Vậy là Senku đã có thể hoàn thành nhiệm vụ tạo ra đạo cụ make up dành cho chị em bằng hoa quả. Đúng thật là thiên tài thì làm cái gì cũng được. Kohaku tự tin nói rằng với những thứ này chắc chắn cô sẽ trở lên xinh đẹp cute và trở thành một vũ khí của vương quốc khoa học. Sau một hồi, Kohaku lúc này đã biến hình. Tuy nhiên, nhìn mẹ này make up chả khác gì đang đóng phim ma, xấu tệ hại khiến cho Suika cùng Soyu phải hoảng hốt. Sau khi thấy được khả năng trang điểm đi vào lòng đất của Kohaku, Amari đã ra mặt và make up lại cho cô. Sau một hồi, con ma rởm khi nãy đã biến đổi trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp và sexy. Amari thì lại cho rằng càng nhiều ứng cử viên thì họ sẽ càng có cơ hội thắng. Chính vì thế mà Senku cùng mọi người đã bị biến hóa thành con gái nhưng giọng nó lạ lắm. Gen thì vô cùng xinh đẹp, anh lại còn có cả giọng nói cuốn hút y như con gái nữa. Tuy nhiên với thân hình đó thì lại quá cao, còn Soyu thì chắc chắn là không thể nào được chọn rồi. Kohaku chợt nhận ra là họ vẫn còn một người có chiều cao khá tương xứng với con gái. Đó chính là Jinro. Ngày hôm sau, đám binh lính đã đi tới ngôi làng để bắt đầu tuyển chọn hậu cung. Giờ đây nhóm của Senku đã tăng tỷ lệ thắng lên cao hơn vì có thêm cả sự góp mặt của Jinro nữa. Thủ lĩnh tên là Mose bắt đầu bước lên để chọn người. Thế nhưng Jinro lại sợ hãi đứng kép lép phía sau hai cô gái kia. Lý do vì mình là con trai nên không hề muốn bị chọn vào trong hậu cung tí nào. Đột nhiên lúc đó ở trên núi phát ra một tiếng hét. Hóa ra là tên cao kiều hôm trước vẫn đang tìm con thú sổng chuồng kia, tiện thể nhìn thấy một cô gái dễ thương nên định mang về làm vợ. Dù là có chồng rồi nhưng hắn ta vẫn không hề tha, anh chàng định tấn công thế nhưng bị Amari cản lại. Cô nói rằng mình sẽ vào hậu cung rồi cứu tất cả mọi người, chính vì vậy nên giờ xin anh đừng manh động. Để đánh trống lảng thì Amari đã bắt đầu giới thiệu bản thân mình bằng giọng nói siêu cute. Không ngoài dự đoán là cô ấy đã được chọn, tiếp theo là các cô gái khác.
Cô Haku nhớ lại bài văn hôm trước Gen dạy cho để chuẩn bị thực hành, thế nhưng mà nhìn nó lạ lắm. Nói lại còn bị vấp nữa, thế nhưng điều bất ngờ là tên cao kiều kia lại đánh giá cô Haku vô cùng dễ thương rồi tuyển luôn, khi đang tính sờ vào đoạn mũm mĩm thiếu vải kia. Cô Haku tính đấm cho hắn một trận thì ngay lúc này bị thủ lĩnh Mo cản lại, anh ta kêu rằng có một con ong nên mới làm vậy. Cô Haku đã qua kiếp nạn rồi được tuyển chọn, tên kia cũng đã nhớ tên của cô Haku, hắn kêu rằng cô rất mạnh và vô cùng thích những người như thế. Hắn cũng cảnh báo cô, tuy không biết mục đích của cô Haku là gì thế nhưng nếu pha tới hậu cung mà hắn đang bảo vệ thì chắc chắn sẽ dốc toàn lực để ngăn cản, sau đó là hẹn gặp cô Haku ở lại hậu cung, giờ là tới lượt Jinro. Cậu bắt đầu tỏ ra là mình không hề cute, tưởng rằng sẽ bị loại thế nhưng không, Jinro chính thức bị bế đi vì tên cao kiều kia thích những cô gái tomboy. Bước đầu của họ đã hoàn thành, ở phòng thí nghiệm thì Senku đang nghiên cứu cách để họ có thể cướp tia hóa đá kia khi có cơ hội. Cậu đã chế ra một chiếc khuyên tai đính đá muối Rochelle được tạo ra từ rượu. Thứ này sẽ giúp ích cho họ trong nhiệm vụ thâm nhập vì nó có thể truyền giọng nói của họ giống như tai nghe Bluetooth. Gen ngạc nhiên khi một thứ thô sơ như này lại có thể truyền được tín hiệu như tai nghe. Sau đó thắc mắc về phần phim của nó thế nhưng loại này lại không hề có. Dù là người ở thời hiện đại thế nhưng Gen vẫn vô cùng hoảng hốt khi biết một thứ thô sơ như vậy lại vô cùng hiện đại. Cả nhóm đã lên núi chỗ lão già cùng binh lính đi qua, họ ném cho cô Haku chiếc bông tai. Để chắc chắn thì Gen đã bắt đầu thử nghiệm. Anh bảo cô Haku hãy tạo tư thế đáng yêu nếu như nghe thấy tiếng mình. Tuy nghe thấy thế nhưng cô Haku lại không biết tạo tư thế như thế nào. Trong đầu liền nảy ra hình ảnh của Suika. Vì nghĩ đó là đáng yêu nên cô Haku đã bắt đầu tạo tư thế đó khiến cho mấy tên lính tưởng nhỏ này bị dở. Sau khi nhóm xác minh xong thì việc cần làm tiếp theo của họ chính là tìm cách cướp tia hóa đá từ cô gái tên Kiri kia. Gen thì lại thắc mắc hỏi làm cách nào để đánh bại được cô ấy vì trước kia cô Haku cũng không thể thắng. Senku kêu rằng mình sẽ lợi dụng khi tia hóa đá bay ra rồi sẽ cướp nó đi. Và thứ có thể làm được điều đó chính là Dezon. Nhóm Kokaku đã bắt đầu tiến vào trong hang ổ của địch. Cô tính đêm nay sẽ lao vào cướp tia hóa đá luôn cho nó nóng. Tuy nhiên Amari lại cho rằng nó là điều không thể vì xung quanh luôn có các cận vệ. Hắn có thể sẽ không ngủ một mình nên điều đó là hoàn toàn không thể. Đột nhiên lúc này Senku liên lạc tới khiến cho Amari ngạc nhiên vì thấy họ có thể nói chuyện với một khoảng cách xa như vậy. Senku kêu rằng từ giờ họ sẽ chia làm hai đội là đội khoa học và đội gián điệp. Nhiệm vụ của đội Kohaku chính là quan sát kẻ thù thật kỹ. Để khi Mozu và những tên khác tách ra thì dụ Kiri ném tia hóa đá để nhóm Senku cướp nó, cả nhóm về hang động. Gen thắc mắc là làm sao có thể làm được chiếc Dezon vì thứ đó cần phải có một con chip IC, vì khi có nó thì họ mới có thể điều khiển được một cách chính xác nhất. Tuy nhiên là mọi vấn đề đó Senku đều có cách giải quyết, việc đầu tiên là phải có motor. Soyuz vào trong xe rồi rút ra một thanh kim loại, sau đó quấn đồng xung quanh nó rồi cho điện chạy. Thế là đã có thể tạo ra nam châm, sau đó đặt hai lồng vào nhau và thế là đã có thể tạo ra động cơ xoay. Để có thể tạo ra được một chiếc Dezon thì họ cần phải có thật nhiều motor. Cảnh này đúng là hình ảnh tượng trưng của vương quốc khoa học. Bên phía Kohaku thì họ đã bắt đầu đi vào được đại bản doanh, ngôi nhà cao nhất chính là nơi mà tên tù trưởng đang ở. Đằng này cả nhóm đang đi thì bắt gặp một tên cơ bắp cuồn cuộn. Hắn ta tự xưng mình là số một của hòn đảo này. Chiếc tượng đá bị đấm vỡ chính là của một người tự ý nẻn vào để cứu các cô gái bên trong, sau đó cảnh báo nhóm Kohaku đừng có trốn nếu không muốn bị như kia. Và thế là đã biết được tình hình bên trong này là nó được canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Sau đó Kohaku kêu Amari hãy câu thời gian cho mình để đi thám thính tình hình. Cô ấy liền lại tên cơ bắp lực lưỡng kia rồi khen lấy khen để, điều này làm cho hắn ta sướng đỏ mặt. Sau đó là hai tên ở gần đó nữa. Kohaku liền sử dụng kỹ năng di chuyển cùng con mắt tinh tường để thám thính. Sau khi nhìn được một thứ gì đó thì liền quay về ngay lập tức. Kiri vì quá hỗn loạn nên đã tới để xem xét tình hình. Kohaku lúc này cũng kịp thời trở về. Cô kêu rằng mình đã tìm ra được chìa khóa của khoa học. Và nó sẽ giúp họ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Thế nhưng việc giờ đây Kohaku lo lắng là vì không biết làm cách nào mới có thể truyền tin về phía nhóm của Senku. Suy nghĩ đủ mọi cách như hét to một tiếng hoặc gì đó. Tuy nhiên nếu làm vậy thì công sức đột nhập sẽ trở thành công cốc. Thay vì phải suy nghĩ cách báo tin thì Jinro lúc này đang phải nghĩ cách để giữ được thăng bằng cho chiếc cốc trên đầu, trở về hang động. Nhóm của Senku đã có thể chế tạo ra được motor, khi nó được kết hợp với pin thì họ đã có một chiếc xe điều khiển từ xa. Gen nhìn vậy liền nảy ra ý tưởng là sẽ dùng nó để làm công cụ liên lạc. Senku liền thông báo tới Kohaku rằng sắp có một thứ cực kỳ thú vị được gửi tới. Suika lẻn vào gần khu vực đó rồi thả chiếc xe điều khiển từ xa đã được cải trang thành một con chuột. Nó chạy vào khiến cho đám lính sợ hãi vì thứ này mà để lừa người hiện đại thì khá nhưng với đám kia lại vô cùng đơn giản. Con chuột đã tới chỗ nhóm Kohaku và cô đã bắt được nó mà không làm rơi ra chiếc cốc trên đầu. Vì không biết giấu ở đâu nên đã nhét tạm vào bộ ngực của mình. Amari liền kêu Kohaku đã bắt một con chuột giúp mình và thành công bao che cho cô.
Đúng thật là chị em phụ nữ là một thứ gì đó rất chi là đáng sợ. Gen thông báo tới là nếu như có gì đó cần thiết thì hãy thả con chuột đó ra và dùng nó để gửi thư SOS. Nghe tới thư thì Jinro liền nhớ là ở làng bọn họ đã từng học chữ, thế nhưng vì quá lười nên cậu đã không học nó. Tuy là một thứ vô cùng có ích tới cuộc sống, tới bây giờ Jinro mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không học nó. Cô Haku có vẻ như đã biết từ trước nên không hề tỏ ra thất vọng. Chính vì thế, cô đã xé váy và sẽ tự mình tạo ra thư SOS. Ngay lập tức con chuột đã được thả ra khiến cho Suika giật mình vì tín hiệu này quá gấp. Sau đó mang thứ này về cho nhóm Senku nhưng nhìn nó lạ lắm, với những cái nét nguệch ngoạc được vẽ từ máu này. Cậu dường như không hiểu nó là gì, tuy là nhóm Kohaku đã cố gắng hết sức thế nhưng nhìn nó như câu đố trên show truyền hình vậy. Senku bắt đầu nhìn từng hình rồi nghĩ xem nó là gì, nhìn đi nhìn lại thì thấy hình đầu rất giống một que kem. Cái thứ hai thì giống Hyoga, cái thứ ba là làm chảy bằng động cơ, vì quá khó nên Senku đã đưa cho Gen giải thích. Giờ đây chính là lúc để cho chuyên gia tâm lý thể hiện bản thân. Sau một hồi phân tích thì cả nhóm đã đưa ra lời giải đó chính là dương kho báu mà bọn họ đã nhắc khi còn ở trên thuyền. Thứ sẽ giúp cho Senku tạo ra nước hồi sinh số lượng không giới hạn. Đêm hôm ấy, cô Haku đã nén trốn xuống bên dưới, cô cần phải tìm thấy mấu chốt của trận chiến này. Đó là thứ mà bố của Senku đã để lại. Sau khi kéo được đống rễ cây ra thì cô Haku đã thấy được thứ đó. Cô sờ tay vào thử và nó vỡ ra, dường như lớp kim loại sau vài nghìn năm đã bị oxy hóa. Cô Haku tiếp tục đào bới lớp đất ra, bên trong tiếp tục xuất hiện thêm một lớp đá cứng hơn. Hóa ra cái thứ này đã được bảo quản như chiếc đĩa hát, vì đang trong hang ổ của địch nên dường như đập được thứ đó ra là hơi khó. Nhóm Senku cũng đang tính đến vấn đề lớp vỏ bọc đó. Họ đang tìm cách để đập được tảng đá đấy mà không gây ra một tiếng động. Senku tính dùng tới một loại thuốc nổ. Loại đó hay được dùng trong dân cư vì nó không gây ra tiếng ồn, tên của nó là chất nghiền trạng thái tĩnh. Chỉ cần trộn thứ bột màu trắng vào trong chất lỏng màu xanh phỉ thúy là họ đã có được thuốc nổ. Senku đổ thử nó vào nhau để test khiến cho Soyuz và Suika sợ hãi. Ngày hôm sau cậu đã triển khai nhiệm vụ cho Kohaku, ba con chuột đã được gửi tới để có thể câu thời gian làm nhiệm vụ. Kohaku đã dặn Amari câu thời gian cho mình, cô bắt đầu nhảy khiêu gợi đám lính canh. Tuy Jinro không biết thế nhưng cậu vẫn cố gắng nhảy cho chúng vui. Kohaku bên dưới đã nhận được vật phẩm được gửi đến từ Senku, cậu kêu cô hãy đào những chiếc hố nhỏ trong tảng đá. Kohaku bắt đầu sử dụng đạo cụ của Senku, thế nhưng tiếng khoan đã vang lên trên khiến cho đám lính canh để ý. Thật may là lúc này Jinro đã phát huy tác dụng của mình, vì trước kia Jinro từng là người gác cổng, thế nên bây giờ cậu ấy hoàn toàn có thể múa được giáo một cách dễ dàng. Jinro đã thành công tạo ra tiếng ồn ở đây để át đi tiếng của Kohaku bên dưới, sau khi đục xong những chiếc lỗ nhỏ. Senku kêu Kohaku đổ thứ bột trắng là canxi phân phát khan và chất lỏng màu xanh phỉ thúy vào trong lỗ, sau đó nhét một chiếc lắp gỗ để bịt chặt nó lại. Họ chỉ cần chờ một thời gian là hai thứ kia sẽ tự động hòa trộn và tạo ra một lực cực mạnh lên đến 300 kg. Nó sẽ nổ tung bên trong đó. Kohaku đạp vào tảng đá và nó đã vỡ ra. Trở về nhiều năm về trước, bố của Senku dù không biết sau này cậu cần gì thế nhưng ông vẫn sẽ để lại những khoáng sản quý hiếm này. Tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ cần đến chúng, tảng đá đang bắt đầu vỡ ra. Kohaku cố gắng gỡ từng mảnh ra và không may làm rơi một hòn. Tiếng kêu khiến cho đám lính canh để ý, Kohaku ngó vào khe nứt và phát hiện trong đó chỉ có cát biển. Đám quân lính lúc này cũng đang đi tới, Kohaku đoán đây không phải là cát và chắc chắn nó sẽ có ích cho nhóm Senku, cô gói gọn đống cát đó vào trong áo. Bọn lính kia chỉ phát hiện trong đó là những mảnh đá vỡ tự nhiên chứ không thấy gì khác. Senku lúc này đang cố gắng sửa lại chiếc motor đều thì Suika mang về tin báo của Kohaku. Mở nó ra thấy một chiếc bọc, Senku đổ nó ra và phát hiện đây chính là cát vàng mà nhóm Baikuya thu thập được. Có lẽ ông ấy đã thu thập từng hạt một từ những con suối trên hòn đảo này. Trong đó còn có trộn lẫn thêm cả kim cương. Tuy chỉ có một hạt nhỏ thế nhưng Senku vẫn muốn thử làm nước hồi sinh. Vì thấy cậu muốn một hạt bằng nắm tay nên Suika tính đi tới suối để vớt chúng. Tuy nhiên Senku lại kêu là vô ích thôi vì kim cương vô cùng hiếm. Theo khoa học phân tích thì mỗi tấn vỏ trái đất chỉ có thể tìm thấy 0,001g kim cương. Chỉ riêng một hạt nhỏ khi nãy là đã vô cùng hiếm rồi. Thế nhưng lúc này, Senku liên tục nhặt ra từng hạt kim cương, càng ngày càng có thêm nhiều khiến cho Gen ngạc nhiên vì không ngờ bố của cậu ấy lại có thể thu thập được nhiều kim cương đến vậy. Trở về quá khứ, từng có người nói thế này, nếu như loài người bị diệt vong thì dù có muốn xây dựng lại nền văn minh một lần nữa là rất khó. Bởi vì nguồn tài nguyên quý giá trên bề mặt trái đất đã bị đào hết và để tạo được bước đệm cho nền văn minh mới, bố của Senku đã cố gắng thu thập từng chút kim loại quý hiếm một. Ông ấy cố gắng đến mức sức khỏe bị giảm xuống một mức đáng kể, cho dù biết thứ này có lẽ sẽ không cần dùng đến nhưng ông vẫn cố gắng từng ngày. Senku lúc bấy giờ vẫn đang đếm từng giây khi bị hóa đá, sau rất nhiều năm lượng cát vàng mà bố của Senku thu thập được là kha khá. Ông dặn mọi người là nếu như mình chết thì hãy bỏ tất cả những gì ông thu thập được vào trong chiếc phi thuyền kia.
Senku lúc này cũng đã đếm đến hơn 1 tỷ giây, cũng là lúc bố cậu gục ngã bởi tuổi già. Ông ấy đã cố gắng hết sức cho tới lúc chết. Cũng chỉ vì tương lai của nhân loại, Senku đã nhặt ra được rất nhiều kim cương. Cả cậu và bố đều là hai người cực kỳ kiên nhẫn. Một người thì dành vài chục năm để thu thập cát vàng, người còn lại thì đếm từng giây từ lúc nhân loại bị hóa đá. Điều này khiến cho Gen cũng phải nể phục hai người họ. Tuy nhiên Senku lại kêu rằng mình không phải con trai của ông ấy. Theo như được biết thì cậu chỉ là con trai của bạn thân. Tuy vậy thế nhưng tình cảm của hai cha con họ vẫn vô cùng chặt chẽ. Nhờ công sức của ông ấy mà giờ đây Senku đã có đủ lượng kim cương cần thiết. Cậu bắt đầu chế tạo ra cỗ máy sản xuất nước hồi sinh không giới hạn ở chỗ Kohaku, lão già kia đã đi xuống để điều tra. Một tên thuộc hạ dâng lên thứ gì đó, hắn ta nhận ra đây là thứ trong suốt đã thấy trên thuyền của nhóm Senku, vì thế mà giờ đã phát hiện ra là đảo đang có kẻ xâm nhập. Senku lúc này đã chế ra một cỗ máy, sau khi ngưng tụ từng giọt trong bình thí nghiệm này thì chính là lúc axit nitric được sinh ra. Gen tuy không hiểu về khoa học lắm nhưng giờ đây, cái thứ nước thần kỳ mà họ từng phải chiến đấu cực khổ mới có thể tranh giành đã có thể tự tạo ra. Việc hồi sinh toàn thể nhân loại sẽ không còn lâu nữa, nhưng trước tiên việc họ cần làm chính là hồi sinh tất cả thành viên trên tàu. Sau đó là sẽ triển khai trận chiến cuối cùng để giành lấy tia hóa đá. Phần 3 kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên cho một like và bình luận cảm nghĩ của mình bên dưới nhé.